nên ông bà tiếp theo của vị lão cú nên là bậc thượng đẳng là phẩm ngàn. Phẩm ngàn nói về một cái con số rất là nhiều, cú 100 dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh nạn. Thì có những cái lời nói có lợi ích và có cái lời nói không lợi ích. Bây giờ trong cuộc sống mình sẽ lãng phí rất là nhiều những cái hành động, là có những hành động ở nơi thân, hành động nơi nói, hành động ở nơi tâm. Những cái hành động thì nó có những hành động nó để lại lợi ích mà có những cái hành động nó không lợi ích, là vô nghĩa. Trong những cái việc làm không có lợi ích đấy thì có lẽ là cái lời nói, cái hành động về lời nói là nó nói những cái lời vô nghĩa nhiều nhất. Có những cái lời nói như thế nào thì được gọi là cái lời nói không có lợi ích, mà cái lời nói như thế nào thì được gọi là cái lời nói có lợi ích. Thì cái lời nói mà không có lợi ích thì khi nói ra một cái điều gì đó mà nó không như không chân thật, không như thật như chân, thì có thể cái lời nói đấy được người nghe ưa thích. Tức là một cái điều nói, những cái có những cái lời nói phù phiếm mà có thể khiến cho người khác ưa thích, mà thì dù mình có nói cái lời như vậy cũng không có để lại cái lợi ích gì. Là khi mà hai người tụ tập với nhau, và một cái hội chúng đông đã tụ tập với nhau, thì người ta sẽ nói những cái câu chuyện mà nó không có liên quan gì đến bản thân mình, không liên quan gì đến, không đem lại cái lợi lạc gì cho mình và cho người. Nhưng như là khi ngồi thì người ta hay bàn luận những cái chuyện như là chuyện vua chúa, chuyện đặc thần, những cái chuyện tạp nham ở thế sự, chuyện ở quốc tế, chuyện trong nước, chuyện ngoài nước, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà người ta đem ra, người ta đàm luận như vậy. Thì những cái lời nói như thế có thể đó là một cái câu chuyện thật có thật, hoặc là đó là một cái câu chuyện không có thật. Thì có thể là cái lời nói đấy làm cho người khác hoan hỉ thích thú, hoặc là cũng có những cái câu chuyện phù phiếm như vậy mà nó lại làm cho người ta trở nên phiền não, không hoan hỉ cũng thích thú. Thì những cái lời nói như thế là cái lời nói không có lợi ích. Có những cái lời nói thì nó là sự thật, nó có thể nó cũng là sự thật, nhưng mà nó cũng không đem lại cái sự lợi ích gì, không đem lại cái sự lợi ích gì. Đó chỉ là cái lời nói xuông, cái lời đàm luận xuông. Thì dù cho cái lời nói nó là sự thật đấy, nhưng mà nó không đem lại cái lợi ích cho người nghe thì nó cũng được gọi là cái lời nói vô ích. Là có những khi mình nói ra một cái sự thật nhưng mà nó không đúng cái nó không đúng với cái đối tượng, tức là cái người nghe không hiểu, hoặc là cái người nghe người ta không tin. Nếu mà cái lời nói mà khiến cho cái người nghe người ta không hiểu, dù đó là sự thật hoặc là người ta không có tin tưởng vào cái sự thật đấy, thì cái lời nói đấy nó cũng trở thành vô ích. Đôi khi cái lời nói đấy khiến cho người ta hiểu sai, nên là cũng là cái lời nói mà khiến cho người ta không có đủ khả năng để hiểu sai đi nữa. Thì đó là cái lời nói mà là cái lời nói vô ích. Mình thì cái lời nói mà có lợi ích đó là một là cái lời nói mà nó phải đúng với sự thật. Cái thứ hai nữa là cái lời nói đấy nó có thể đem lại cái lợi ích cho người nghe. Thì có thể là cái lời nói đúng với sự thật đấy làm cho cái người nghe không ưa thích, hoặc là có thể là những cái lời nói đấy làm cho cái người nghe có hoan hỉ thích thú. Thì cái lời nói đấy sẽ cũng phải được nói ra đúng thời, là cái lời nói mà hợp thời là một cái lời nói có lợi ích. Vậy thì cái lời nói có lợi
là cái lời nói đem lại cái nợ nặng cho người nghe. Thì cái lời nói này nó cũng được ví dụ như là có khi một cái lời nói mà nó làm cho là sự thật, nhưng mà nó đưa ra nó không làm cho người khác ưa thích, nhưng mà cái người nói vì cái lợi ích của người nghe, người đó có thể nói. Được ví dụ như nếu như mà bây giờ có một cái đứa trẻ mà nó mà bị khóc một cái xương vào trong cổ họng, thì một cái người lớn vì cái tình thương với cái đứa trẻ đấy có thể là dùng cái tay để móc cái xương đó ra, mặc dù là cái đứa bé đó nó không có thích điều đó mà nó rất là đau khổ, nhưng mà khi lấy được cái xương ra rồi thì nó sẽ có cái sự an vui, thoát được những nguy hiểm. Thì cũng vẫn có những cái lời nói là sự thật, có thể mất lòng người nghe, nhưng mà vì cái người nói biết rằng là nói ra cái điều này sẽ làm cho cái người nghe đấy có được cái lợi lạc, đó là tránh được những nguy hiểm ở hiện tại hay là tránh được những nguy hiểm ở tương lai. Ví dụ như là những cái lời nói có lợi ích là cái lời nói tức là có cái sự giáo dục, cái người nghe đấy là phải làm việc này, không được làm việc này. Tức là đôi khi là những cái lời nói là chỉ trích những cái lỗi lầm của cái người nghe, nói rằng làm những cái việc này là sai trái, làm những cái việc này là không được phép. Thì có thể người nghe sẽ không ưa thích, nhưng mà vì cái người nói đấy là một cái lời nói răn đe, khiến cho cái người nghe phải không dám làm những điều sai trái. Thì đó là một cái lời nói có lợi ích, có sự thật, và có một cái lời nói là khi cái lời nói đấy được nói ra làm cho cái người nghe hoan hỉ thích thú, có lợi ích. Ví dụ như là khi Đức Phật thuyết giảng Thập Pháp thì hầu hết những người nghe đều hoan hỉ, đều hoan hỉ với cái giáo pháp đấy, tức là những ai có thể hiểu được giáo pháp, có thể giác ngộ được giáo pháp, thì từ những cái lời nói đấy làm cho cái tâm trí của người ta khai mở. Tức là khi mà nghe những cái lời nói có lợi ích, nghe những cái lời nói đến đâu mà người ta cảm thấy hoan hỉ đến đấy, cảm thấy được mở mang trí tuệ và cảm thấy mình biết được những điều mà chưa biết, và đem lại cái sự lợi ích, đó là cái sự an lạc ở hiện tại, và đem lại cái sự an lạc lâu dài cho tương lai. Thì những cái lời nói đấy là cái lời nói có lợi ích. Thì những cái lời nói gì bây giờ ở trong cuộc sống cũng thế, mà ở ngoài, ở trong giáo pháp cũng hay là ở ngoài thế gian cũng vậy, người ta có thể nói rất là nhiều lời, nhưng mà để mà một cái người nào có thể biết được là cái lời nói nào là lời nói có lợi ích, mà cái lời nói nào là cái lời nói không có lợi ích, những cái gì nên nói và những gì không nên nói. Có người thì nói rằng vì có mình có cái tính thật thà, rồi ai hỏi cái gì và mình biết cái gì mình cũng nói ra, những cái điều đó có tốt không? Vì mình là người thật thà cho nên là mình cứ biết đến đâu nói vậy. Ai hỏi gì thì nói những cái mà mình biết, thì như những cái lời nói như vậy là có lợi ích không? Hay là có những cái người thì không nói đúng những cái điều mình biết, thì những cái lời nói đấy là không thật. Thì những cái lời nói có lợi ích là những cái lời nói mà là có trí tuệ, là cái người đó biết là cái dù đó là sự thật nhưng mà cũng có thể mình nên nói ra, nhưng cũng có thể mình không nên nói ra. Sự thật mà nói ra không đúng thời, mà nói ra không có đúng người thì sẽ trở thành vô ích. Như là giáo pháp, người mà biết về giáo pháp, mình biết về giới luật, mình biết về những cái giáo pháp, nhưng mà phải nói với những cái người mà có cái tâm mong muốn được nghe giáo pháp, hoan hỉ với giáo pháp, thì cái lời nói đấy là lời nói có lợi ích, nhưng mà cũng là giáo pháp mà cũng là cái giáo pháp giải thoát, nhưng mà nói với những cái người người ta không muốn nghe những cái lời đó, hay là người ta nghe mà người ta không có niềm tin, nói với những người không có niềm tin với Phật pháp. Nếu bây giờ mà đem giáo pháp của đạo Phật đến một cái những cái người theo những cái tư tưởng khác, theo những tôn giáo khác, người ta nghe, người ta không tin mà người ta còn
phỉ báng nặng. Thì đó là những cái lời nói mà nó không đúng thời, nó không đúng đối tượng, thì nó sẽ là cái lời nói vô ích. Thì có những cái lời nói đem lại cái lợi ích và có cái lời nói là không có lợi ích. Còn ở thế gian thì nói những cái câu chuyện mà những cái chuyện gì khi mà từ những cái lời nói đấy mà nó làm tăng trưởng cái tâm tham sân si, thì đó được gọi là cái lời nói vô ích. Ví dụ như ở đời thì những cái người nào mà người ta có cái tâm phóng dật, thì khi mà tụ tập nào người ta hay nói những cái chuyện nhảm nhí, những cái chuyện tàn lan, những cái chuyện vô nghĩa. Ở đời có những người mà có cái tâm tham thì người ta hay nói những cái tham vọng của mình ra, thổ mộ bộc lộ ra những cái tham vọng của mình. Có những người mà đang sân hận để sân lòng thì khi nói ra một cái điều gì thì người ta cũng bộc lộ cái tâm sân hận, hay là người ta có thể kích động những cái tâm sân hận đó làm lan truyền cái tâm sân từ người này đến người khác. Cũng vậy, những cái tâm tham của một người mà có cái tâm tham lắm đối với vũ trụ của thế gian, khi mà người ta nói ra những cái điều gì người ta cũng hay tán thán, cái pháp nó tham lắm được và làm cho những cái người khác cũng bị lây nhiễm cái tâm tham lắm. Hay là những cái người mà có cái tâm tà kiến, người ta hiểu sai về sự thật, người ta hiểu không đúng về sự thật thì người ta cũng nói ra cái tư tưởng sai trái của mình. Và những cái người nghe những cái lời nói đấy nếu không có trí tuệ để suy xét cũng có thể tin theo những cái tà kiến và cũng sẽ trở thành tà kiến. Thì những cái lời nói nó sẽ là truyền đạt cái tư tưởng của cái người này đến người kia. Vậy thì cái người mà có cái tư tưởng mà không thanh tịnh, tư tưởng cấu vế, khi mà nói ra thì cái người đấy cũng sẽ nói ra những cái lời cấu vế, những cái lời mà không thanh tịnh. Mà nếu như những cái người nào nghe nhiều thì cũng sẽ bị nhiễm, cũng sẽ bị ảnh hưởng và bị lây nhiễm những cái tư tưởng cấu vế đấy. Vậy nên là cái lời nói nó sẽ truyền đạt. Một cái người này mà muốn cho cái người khác có cái suy nghĩ giống như mình, có cái hiểu biết giống như mình, thì cái người đấy sẽ nói nên những cái lời, những cái suy nghĩ của mình, những cái tư tưởng của mình, và cái người kia nghe có thể người đó chấp nhận, người đó gật đầu chấp nhận, cũng có thể là cái người nghe đấy người ta phản bác, không chấp nhận điều đó. Cũng có người người ta nghe người ta chấp nhận, người ta không chấp nhận nhưng mà người ta không phản bác, nhưng mà người ta âm thầm ở trong tâm là người ta không chấp nhận cái tư tưởng này. Vậy thì nếu như ở trong tâm mình mà cảm thấy có chấp nhận cái tư tưởng của người khác thì cái tư tưởng đấy nó sẽ biến thành tư tưởng của mình. Nhưng những người có tà kiến, người ta sẽ nói lên những cái tà kiến của mình, và cái người nghe chấp nhận cái tà kiến này thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái tà kiến đấy từ cái người nói. Nên là những cái tiếp thu những cái mình lắng nghe một cái lời nói mà không có cái sự chọn lọc, không có cái sự hiểu biết, dễ sinh ra cái tư tưởng tiếp thu những cái tư tưởng sai trái, những tư tưởng cấu vế, sẽ trở nên tăng trưởng cái tham lam sân hận, tăng trưởng cái si mê. Vậy thì bây giờ cứ cái lời nói nào mà nó khiến cho người ta tăng trưởng cái tham ái, tăng trưởng cái sân hận và tăng trưởng những cái sự tà kiến, tăng trưởng cái sự phóng dật, cái tâm là tham đắm thích vui chơi, thì những cái lời nói đấy được coi là những cái lời nói vô ích. Còn những cái lời nói nào mà khiến cho người ta trở nên ni tham, là một cái lời nói nào đó tán thán cái hạnh ni tham, ca ngợi cái sự trí túc, tức là sống trí túc biết đủ, không tham đắm đối với những cái vật dụng hàng ngày, thì những cái lời nói đấy sẽ khiến cho cái tâm của người ta được tịnh đạt. Tức là nghe xong cái lời nói cảm thấy nó đã có cái sự thanh tịnh, và nghe xong cái lời nói thì đó cảm thấy được cái sự an lạc. Tức là ngay trong khi mà nghe một cái lời nói mà nó đúng, nó nghe một cái lời nói thanh tịnh, tức là từ một cái lời nói thanh tịnh
nó sẽ làm cho cái người nghe đấy trở nên được thanh tịnh ở trong tâm. Nếu như cái tâm của cái người nghe đó chấp nhận cái tư tưởng đó, chấp nhận cái lời nói đấy, coi cái lời nói này là có lợi ích, đúng với sự thật và chấp nhận, thì ngay cái lúc mình nghe cái lời nói, tâm đã được thanh tịnh và an lạc, giống như mình nghe pháp của Đức Phật. Thì những giáo pháp của Đức Phật luôn luôn là tán thán cái sự ly tham và ca ngợi cái sự ly tham và chỉ trích cái sự tham đắm, chỉ trích cái sự tham dục. Thì khi mà mình nghe được cái lời nói cũng cảm thấy có cái sự tịnh lạc rồi. Hay là tán thán cái sự ly sân, nghe cái lời nói ca ngợi cái tâm từ bi vị xả. Thì nghe xong cái lời nói đấy cũng cảm thấy được cái tịnh lạc. Hay là nghe những cái lời nói mà phân tích ra những cái sự thật, tán thán những cái sự thật để xóa bỏ những cái tà kiến, khai mở ra những cái chánh pháp và tà pháp. Thì những cái lời nói đấy là những cái lời nói mà nghe xong được tịnh lạc. Thì những cái lời nói gì mà ni tham, dẫn đến cái sự ni tham, dẫn đến cái sự ni sân và dẫn đến cái sự xa lìa cái tà kiến, thì là cái lời nói đấy là cái lời nói được nghe xong được tịnh lạc. Vậy thì cái giáo pháp, vậy thì cái ở đâu mà có nói về giáo pháp? Một cái người thường nghe giáo pháp, nghe Phật pháp, giáo pháp luôn luôn hướng đến cái sự đi tham, đi sân, đi si. Thì cái người nào mà ưa thích nghe giáo pháp thì cái tâm người đấy cũng luôn có cái sự thanh tịnh và an lạc. Khi mà nghe giáo pháp thì ngay cái lúc đấy tâm mình nó cũng cảm thấy nó an vị, cảm thấy an vui, cảm thấy được thanh tịnh. Còn những người nào mà hay nói những cái chuyện tào lao ở thế gian, hay nói chuyện ở thế sự, tức là cái người đấy hay nói cái chuyện thế tục, hay nói những cái chuyện đó, những cái pháp ở thế gian, thì cái người đấy cái tâm cũng sẽ ưa thích cái đời sống thế gian nhiều. Thì cái tâm nó cũng trở nên tham đắm, trở nên sân hận si mê nhiều hơn. Thì đấy là cái hàng ngày một cái người mà có nghe pháp và cái người không nghe pháp thì cái tâm nó cũng khác nhau. Ở cái tâm của người mà thường xuyên nghe pháp thì nó luôn cũng có cái sự thanh tịnh hơn, có cái sự an lạc hơn. Còn cái tâm mà người hay nghe những cái chuyện ở thế gian thì những cái tâm nó cũng trở nên bấu bế hơn. Nhất là thời đại càng phát triển thì cái hệ thống truyền thông công nghệ thông tin càng nhiều, thì suốt ngày mình sẽ được trao đổi rất là nhiều những cái tư tưởng, và có những cái tư tưởng thì sẽ đem lại cái sự tốt đẹp cho nội tâm, nhưng cũng có cái tư tưởng đem lại cái sự cấu bế cho nội tâm. Thì dù mình có nói rất là nhiều những cái lời vô nghĩa ở thế gian, nó không đem lại cái lợi ích gì, thì tốt hơn nói một cái câu nghĩa nào đấy mà nghe xong mà cảm thấy được an vui hơn. Vậy thì một cái người mà muốn được an vui thì xa liền, giảm bớt những cái pháp về thế gian, tức là giảm bớt nói những cái chuyện đời và giảm bớt nghe những cái chuyện thế gian, và tăng cái sự nghe về pháp, về cái sự mà chỉ nói về giáo pháp, thì cái điều đó sẽ đem lại cái sự an tịnh, an lạc đời này và đời sau. Dầu nói ngàn câu kinh nhưng không gì đối ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Thì những cái câu kinh nó giống như là những cái văn thơ đời. Ở đời có rất là nhiều những cái môn học, những cái có người thì rất là ưa thích những cái thơ văn thơ ở đời mà học rất là nhiều, nhiều sách vở. Nhưng mà những cái pháp học đấy có những cái mà nó sẽ mang lại cho cái khai mở cái trí tuệ của con người, nhưng mà cũng có những cái pháp nó lại làm cho cái con người trở nên tăm tối mờ mịt hơn. Nhưng như người ta cứ nghĩ rằng là những cái lời nói bóng bẩm, văn chương trau chuốt, và người ta ưa thích vào những cái ngôn từ hoa mỹ, ngôn từ bóng bẩm đấy. Người ta tưởng rằng là học được nhiều những cái ngôn ngữ bóng bẩy hay mỹ miều, và người ta cho rằng mình là
cái người đa văn trí tuệ. Nhưng mà thực ra thì có rất là nhiều những cái văn từ thế gian nó làm cho con người ta si mê tà kiến. Ví dụ như là ở đời có những cái bản tình ca thì ca ngợi về cái cuộc sống lứa đôi, ca ngợi về cái ca ngợi về cái tình yêu đôi lứa. Nếu mà một cái người mà mình học nhiều những cái bản nhạc đấy, những cái thơ tình đấy thì cái tâm hồn nó cũng trở nên lãng mạn như vậy, nó cũng ưa thích những cái điều đó. Và những cái điều đấy thì nó chỉ làm cho tăng trưởng cái tham ái, tăng trưởng cái chấp thủ, tăng trưởng cái vô minh, và nó làm cho cái người đó kéo dài cái đời sống ở trong luân hồi sinh tử, thậm chí làm cho cái tâm trí trở nên thấp kém hơn, hạ nhiệt hơn. Thì đấy là những cái tổ chức mà nó không đem lại lợi ích, mà không những đem lại lợi ích mà nó còn đem lại những cái điều tệ hại ở cả hiện tại này và tương lai. Cái người đấy sẽ mất đi cái trí tuệ. Thì tốt hơn nói một câu mà nghe xong được tịnh đạt, tức là có những cái câu kinh, có những cái câu văn từ câu cú văn chương gì mà để lại cho trong tâm có được cái sự thanh tịnh, diệt trừ cái câu ấy tham sân si. Dụ như là trong những cái câu kinh pháp cú, câu nào cũng có cái tán thán những cái điều thiện, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện. Trước thì mở đầu cũng tán thán cái điều này, ở phần giữa cũng là tán thán những cái điều này, hướng về cái điều thiện này, phần kết cũng hướng về những cái điều thiện này. Thì những cái câu kệ như thế, những cái bản văn thơ như thế thì mới là đem lại cái sự lợi lạc, hoặc những cái điều này đem lại cho tâm được cái sự thanh tịnh, đem lại cho cái tâm được cái sự an lạc. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không thì hữu ích, tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh này. Ở đời thì người ta sẽ học rất là nhiều những cái môn học văn chiết sử, và những cái người mà học nhiều biết rộng thì trở thành những bậc giáo sư tiến sĩ, và có thể biết rất là nhiều những cái chuyện thiên văn địa lý, rồi là rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái lợi ích nó có, những cái điều đó có mang lại lợi ích hay không, mà mình nên học cái gì mà nó có lợi ích và cái gì nó không có lợi ích, cái gì mà nó có thể làm cho cái người ta thấy được những cái sự thật, thấy được những cái pháp chân đế, tức là những cái sự thật tối hậu, thì những cái điều đó là đem lại cái lợi lạc. Còn có những người có trí tuệ không hiểu rất nhiều những cái pháp thế gian, nhưng mà đôi khi là những cái người mà học rộng biết nhiều quá lại trở thành một cái nạn trong tám cái nạn, gọi là thế trí biên thông. Cái người học rất là nhiều, biết rất nhiều pháp ở thế gian, và cái người đấy sẽ có một cái bản ngã rất là lớn, vì cái người đấy sẽ cho rằng mình hơn người khác. Và nếu như một cái người mà họ có một cái trình độ học vấn rất là cao, thì cái người đấy thường hay có cái sự tự hào cho rằng mình mới là cái người học rộng biết nhiều, và hay có cái tâm là coi thường những người khác. Và đôi khi gặp những cái bậc chân nhân thì những cái người đấy sẽ không có cái lòng tôn trọng, hay là không có những cái bậc cung kính, bởi vì những cái người đấy thường hay nghĩ rằng mình mới là cái người trí thức, mới là cái người có trí tuệ, mới là cái người giỏi. Và đôi khi ngay cả những người học rộng đấy, người ta cũng sẽ coi thường cả những bậc cao thượng như Đức Phật, có thể người ta cũng không có kính trọng đối với Đức Phật. Hay là khi mà học đến Phật pháp, đôi khi người đọc đến giáo pháp, người ta cũng không có cái niềm tin, không có cái sự am hiểu ở trong đấy, vì cái tâm của người ta chứa đựng rất là nhiều những cái pháp thế gian. Thì đấy là học quá nhiều những cái pháp thế gian, thì cái sự hiểu biết về những cái pháp tục đế ở thế gian nó cũng quá nhiều.
những cái pháp quốc tế ở thế gian, tất cả những cái pháp ở thế gian, dù là tất cả những cái môn học gì thì nó cũng không phải là những cái pháp mà khiến cho người ta hiểu được cái sự thật tối hậu của tất cả mọi thứ, dù là tất cả những cái môn văn học, triết học, đông tây kinh cổ gì chăng nữa, thì người ta cũng chỉ suy luận với những cái pháp tương tục, những cái pháp tục đế, những cái pháp mà do con người đặt ra, và tất cả những cái điều đấy không có thấy được cái sự thật tột cùng, cho nên là cái tàn kiến đối với những cái pháp tục đế, trong rồi càng nhiều cái pháp tục đế thì sinh ra cái tàn kiến càng nhiều, và đến khi mà và những cái người đấy cũng rất khó có thể hiểu được những cái pháp chân đế, tức là những cái sự thật tột cùng ở thế gian. Giống như là bây giờ ở trên đời người ta cũng có rất là nhiều những cái niềm tin, tin tưởng, người ta tin quá, đặt quá nhiều cái niềm tin vào khoa học, và người ta cứ nghĩ rằng khoa học là một cái chân lý gì đó rất là tối hậu, và những cái gì khoa học nói là người ta cứ tin rằng nó là sự thật. Giống như là người ta nghĩ rằng là con người là do sự tiến hóa từ những cái loài động vật mà nên. Thì đấy cũng là một cái sự nghiên cứu, thì con người nó vẫn có sự tiến hóa, và người ta cứ tin rằng là mỗi ngày con người sẽ ăn vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn, rồi dần dần người sẽ sướng như tiên, vì cái công nghệ làm phát triển phát sinh ra nhiều thứ vật chất ở đời, cũng cái công nghệ đấy người ta có thể khám phá ra thế giới này là quả đất tròn. Và xung quanh thế giới này còn có nhiều cái địa cầu khác, nhiều những thế giới khác, nhưng mà người ta vẫn không có thể hiểu hết được, không có thể hiểu hết được là có bao nhiêu thế giới, rồi là những cái pháp tận cùng ở trong thế giới. Ví dụ như là người ta có thể phân tích được những cái vật chất, rồi là người ta phóng đại đường kính hiển vi, phóng những cái vật chất lên ở những cái mức độ nhỏ nhất, thấy được những cái vật chất như là những hạt nguyên tử, người ta có thể thấy được những cái điều đấy. Nhưng mà những cái khám phá mà liên quan đến tâm thức thì cho đến bây giờ khoa học không có một cái công nghệ gì để mà khám phá được. Giống như là con người chết rồi sẽ đi về đâu, khi mà một cái con người ra cái sự vận hành của cái đời sống tâm thức, thì tại sao ở trên đời có những cái sự gọi là có những người gặp những điều may mắn, có những người thì cũng gặp những cái sự rủi ro, có cái sự sai biệt khác nhau ở trên đời, thì những cái điều đấy thì khoa học không thể khám phá hết được. Và chính vì vậy cho nên là những cái nghiên cứu ở trên đời chỉ là những cái thuộc về vật chất, còn những cái mà thuộc về tinh thần thì nó rất là mông lung, người không biết được những cái nguồn gốc sinh ra các cái tâm, hay là nguồn gốc sinh ra những cái sắc pháp này, không có thấu hiểu được cái pháp duyên khởi, không có thấy được cái pháp nhân duyên. Chính vì không thấy được cái pháp nhân duyên thì con người mới rối ren như một tổ kén, cứ rối ren, cứ mỗi người đi theo một cái thuyết khác nhau, mỗi người có những cái tư tưởng khác nhau. Có người thì nói là có thượng đế sinh ra vạn vật ở trên thế gian này, có những người thì nói là tất cả mọi thứ nó chỉ là vật chất tự động sinh ra, thì vật chất sẽ hết đi, không có một cái gì ngoài vật chất. Có người thì tin vào cái thuyết gọi là vật chất, có người thì thuyết về duy tâm, có người thì duy thần, thì tất cả những cái thuyết, những cái tư tưởng như thế chỉ làm cho con người càng ngày càng trở nên rối ren và đảo điên, thì nó không có thể nào mà hiểu hết được các cái sự thật. Thế thì cái sự học nhiều ở những cái pháp ở thế gian thôi, người ta cũng sẽ không thể nào biết được cái gì là sự thật. Vậy thì những cái pháp gì mà Đức Phật dạy, những cái pháp gì nên học, tức là học những cái gì mà nó đem lại cái sự ni tham, tức là những cái pháp gì mà làm cho mình giảm bớt được cái tâm tham ái, giảm bớt được cái sự tham đắm, ni sân tức là giảm bớt được những cái sân hận, ni si giảm bớt được những cái tà kiến, khai mở được những cái sự cái chánh kiến. Thì những cái pháp đấy
sẽ là những cái pháp có được ích. Cái pháp ni tham ni sân ni si là những cái pháp đem đến cái sự giác ngộ, là những cái pháp đem đến cái sự giải thoát. Cái pháp gì mà học mà có thể đưa mình đến cái sự thoát khổ, còn nếu mà học cái pháp gì mà vẫn cứ hướng đến cái pháp khổ đau thì là những cái pháp đấy là không có lợi ích. Học một cái pháp gì mà mình giảm bớt những cái sự khổ đau thì những cái pháp là có thể làm mình giảm bớt khổ đau, đó chỉ là những cái pháp mà làm mình giảm bớt được phiền não. Nếu mà học xong mà cái phiền não của mình nó cứ tăng trưởng thì là học cái đấy không có lợi ích. Học mà cái pháp gì mà làm cho mình có cái giảm bớt phiền não thì cũng là cái pháp giáo pháp của Đức Phật, thì luôn luôn là hướng đến cái sự đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau. Nhưng mà cái người chủ trương học cái pháp đấy, có thể là có những người chủ trương học để mình thực hành theo, tức là có văn có tư mà có tu. Nếu mà có đủ như vậy thì cái pháp đấy nó mới thật sự đem lại cái lợi ích. Còn nếu mà có những người học thì chỉ có cái tác ý là học để tích lũy kiến thức, để biết nhiều, biết nhiều để được cái sự để có cái sự hơn người khác. Tức là trong cái lúc học chỉ có cái tâm là học để giỏi hơn, để hơn người, thì chỉ cần có cái tâm lý như vậy thôi thì những cái pháp đấy cũng trở thành cái pháp không có lợi ích. Đấy là học là để mình giác ngộ ra được chính cái giác ngộ ra cái sự vô thường vô ngã, chứ không phải là học để tăng thêm cái bản ngã, học để giảm bớt đi cái phiền não, chứ không phải để tăng thêm cái phiền não. Thì rất là nhiều những cái pháp có thể gian học để biết cho thỏa mãn cái trí tò mò, nhưng mà nó không có giảm bớt được phiền não mà nó vẫn tăng thêm phiền não thì nó không có lợi nào. Vậy thì học cái gì mà nó giảm bớt phiền não thì những cái pháp đấy mang lại cái sự lợi nào. Đấy nên được nghe một cái câu pháp mà được tịnh nặng. Dầu tại bãi chiến trường thắng là ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đây là một cái người chiến thắng được rất nhiều người, giống như là những cái vị tướng quân, là một cái người mà có cái võ công cao cường, có thể chiến thắng được những cái người ở bên ngoài. Thì những có những cái vị mà có cái tài năng, hay là có những cái vị tướng quân như vậy thì có thể là có những cái danh tiếng đấy từng thế gian, có thể là còn sử sách vẫn còn ghi chép là ở trên đời. Đấy, và những cái người mà có những cái sức mạnh phi thường như vậy sẽ trở thành thần tướng, sẽ trở thành những cái biểu tượng của rất là nhiều người và khiến cho rất là nhiều người tán thán kính phục. Đấy là những cái bậc tướng quân mà ở chiến trường có thể chiến thắng hàng loạt quân địch. Những cái vị như thế này mà là thì đối với Đức Phật thì Đức Phật là không có, đối với Đức Phật thì thấy là những cái người này thì vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn, vì khi mình chiến thắng ở bên ngoài như thế nhưng mà trong lòng của cái người đấy rất là phiền não, rất là khổ đau, rất là bất an. Chiến thắng được ở bên ngoài có thể là hôm nay mình chiến thắng người này, nhưng mà ngày mai có thể mình sẽ thua người khác. Có thể là khi mình chiến thắng rồi thì sinh ra cái ngã mạn, mà thất bại thì sinh ra cái sự ai oán. Thì cái đấy nó chỉ làm nặng cái sự khổ mình và khổ người, không phải là cái pháp đưa đến cái sự an vui. Và cái sự chiến thắng đấy không phải là tối thượng, có thể là mình có sức mạnh, nhưng mà cái sức mạnh đấy nó cũng phai tàn trong năm tháng. Ngày hôm nay mình rèn luyện rất là nhiều năm mới trở thành một cái người có sức mạnh, nhưng mà đến khi tuổi già mình bệnh tật đến rồi mình cũng sẽ cái sức mạnh đấy nó cũng sẽ mất đi, nó tức là nó có cái sự vô thường.
và cái người đấy có thể có sức mạnh ở đời này, nhưng mà tạo những cái ác nghiệp thì phải chịu những cái quả báo khổ đau cho đời sau, thì cái điều đó cũng không tốt. Dùng cái sức mạnh vào một cái việc, vào một cái pháp quan trắng, tức là gây nên những cái oan trái, oan oan tư báo, oan oan chất chồng, thì đấy là mình đang gây cái sự khổ đau cho chính mình, gây cái sự nguy hiểm cho chính mình. Khi mà mình là một cái người mà có sức mạnh như vậy, có cái sự chiến đấu như thế, có thể nói rằng chiến đấu đấy là vì chính nghĩa hay là không chính nghĩa, thì khi mà một cái người đấy chết đi thì người đấy chỉ có đi theo cái tâm của mình, tức là cái tâm của cái người đấy là nằm ở tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm vô tham, vô sân, vô si. Người đó thì chết với những cái tâm như thế, hoặc là mình chết với tâm lãng mạn, tâm tham ái, lãng mạn hay là sân hận, thì những cái tâm đấy nó vẫn có thể khiến cho cái người đấy tái sinh vào những cõi khổ đau như địa ngục, là quỷ súc sinh. Vậy thì mình có thể cái chiến thắng hôm nay, nhưng mà có thể mình sẽ phải trả giá bằng cái sự đau khổ của ngày mai. Và một cái người mà tự chiến thắng mình, tức là chiến thắng là người không bằng chiến thắng chính bản thân mình, thì cái người mà tự chiến thắng chính mình ở đây là cái người có thể làm chủ cái tâm của mình, tức là cái người mà để mà tự thắng được mình cũng không phải là dễ. Một cái người mà mình rèn luyện để thắng được người khác thì cũng khó, nhưng mà cái điều đó không khó bằng cái người mà có thể tự rèn luyện mà chiến thắng được mình. Chiến thắng được mình là chiến thắng những cái cấu uế, những cái phiền não ở trong mình, chiến thắng được cái tham sân si ở trong mình, tham dục sân hận tà kiến ở trong mình, để mà mình diệt trừ được những cái tâm tham sân si ở trong mình. Một cái người đấy không phải là tu tập trong 10 năm, 20 năm, mà cái vị đấy cần phải tu tập trải qua rất là nhiều đời, nhiều kiếp, tức là cũng phải có những cái công phu, những cái công phu thực hành giới định tuệ, thiền chỉ, thiền quán. Thì trong suốt cái quá trình mà tu luyện như vậy thì cái vị này luôn luôn phải đối trị với những cái giặc, tức là vị này. Vậy thì một cái người tu tập cũng có, tức là cũng rất là giống với một cái vị tướng sĩ, đó là một cái vị tướng quân thì luôn luôn phải chiến đấu với những cái giặc ở bên ngoài. Một cái vị chiến sĩ thì dùng vũ khí chiến đấu với cái giặc ở bên ngoài. Thì cái hình ảnh của một cái người để tu tập thì cũng phải dùng cái vũ khí để chiến đấu với cái giặc ở bên trong. Thì nó có hai cái loại giặc, một là kẻ thù ở bên trong, hai là kẻ thù ở bên ngoài. Thì cái người mà chiến đấu với kẻ thù ở bên trong cũng rất là dai dẳng, cũng rất là gian nan, một cái sự chiến đấu âm thầm. Và cái vì đó phải chiến đấu trải qua cũng rất là nhiều năm tháng, và phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp mới có thể tận diệt được hết những cái dạng phiền não này. Thế cho nên là một cái vị mà tu tập mà chứng được đến sơ quả, như vị đó chứng được đến quả tự niêm, vị đó mới chỉ chiến thắng được thân kiến, tức là cái tăng kiến về năm quả, chiến thắng được một cái hoài nghi và chiến thắng cái giới cấm thủ. Rồi là sau đó vị đó vẫn phải tu tập tiếp, khi mà chứng đến nhị quả vị đó mới chiến thắng, giảm bớt được tham sân si, tam quả vì đó chiến thắng được tham dục sân hận, và cho đến tứ quả là vì đó chiến thắng thêm được cái tham lam và phóng dật. Tức là đến một cái vị mà tu tập mà trở thành một vị a la hán thì cái vị đấy cũng được gọi là một bậc sắc tặc, giống như một vị anh hùng, một cái bậc sắc tặc. Sắc tặc tức là giết hết giặc ở bên trong, đấy là cái bậc mà đã chiến thắng chính mình. Sắc tặc ứng cúng và vô sanh, lúc đấy vị đó xứng đáng được cúng dường, và vị đó chấm dứt được cái luân hồi tái sanh. Là một cái vị chiến sĩ ở bên ngoài thì là sắc tặc, vì đó sắc tặc tức là vì đó giết được những cái giặc thù ở bên ngoài, nhưng mà vì đó không có giết được cái thù ở bên trong mình, vì đó lại bị chính những cái giặc ở bên trong mình nó làm hại cái vị đó.
vì đó sẽ bị cái sân hận, bị cái tham sân si ngã mạn hiểm hận ở trong đó, nó sẽ làm cho cái vị đó trôi nằm trong sinh tử từ đời này sang đời khác. Nên là cái người mà chiến thắng được chính mình thì có được cái sự tự tại, có được cái sự an vui tự tại ngay ở đời này và đời sau. Và cái người mà đã chiến thắng được chính mình, cái người mà chiến thắng được chính mình thì cái người đó có chiến thắng được cái người bên ngoài. Cái người mà đã chiến thắng được chính mình rồi thì sẽ còn có người khác làm hại được. Cái người mà chiến thắng cái thắc ở bên ngoài có thể sẽ bị người khác làm hại, nhưng mà cái người chiến thắng chính mình, khi mà người đó chiến thắng chính mình rồi thì người đó sẽ trở thành một cái bậc có một cái uy đức, có một cái uy đức rất là lớn, mà có thể khiến cho rất là nhiều những cái ác nhân hay là những cái ác pháp khác phải sợ hãi, tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người kéo điều của mình thường sống tự chế ngự. Cái người mà đã điều phục được mình rồi thì cái người đấy sẽ tự tại ở thế gian, không có cái gì khiến cho vị đó phải sợ hãi. Tức là vị đó sẽ trở thành cái người cái bậc vô nhiễm, tức là không còn bị nhiễm những cái thói hư tật xấu ở đời, như là cờ bạc rượu chè, chơi bời, cái nêu đồng ở ngoài đời. Thì cái người mà có cái sự tu tập, có cái sự làm chủ nội tâm thì những cái bất thiện pháp ấy nó không còn chi phối nữa, hay là những cái gì mà kinh sợ cũng không có thể dọa nạt cho cái vị đó sợ hãi được nữa, vì nó sẽ tự tại, không còn cái tâm mông lung sợ hãi như là sợ ma quỷ hay là sợ sẽ vướng vào những cái chuyện là đắm nhiễm vào những cái chuyện, những cái tật xấu ở thế gian. Đấy, cái người có tự chế ngự, thì cái người có tự chế ngự này thì cái người đấy cũng có được một cái uy lực dầu thiên thần tháp bà đầu ma vương pháp thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Thì một cái người đấy tự chiến thắng chính mình, đến những cái vị thiên thần, thiên thần tháp bà ở các cái cõi thiên giới, dục giới, hay là ngay cả các cái cõi sắc giới, như các vị chư thiên hay vị pháp thiên cũng kính sợ cái người mà tự chiến thắng chính mình. Thì cái vị mà chiến thắng được chính mình rồi, ví dụ như Đức Phật là một bậc chiến thắng chính mình, thì khi đấy ngài diệt trừ hết các phiền não tham sân si rồi thì ngài sẽ trở thành một cái vị mà không có địch thủ ở trong nhân gian, tức là khắp ở trong thế gian này, dầu là các cái vị có những cái uy thần uy lực ở các cõi thiên giới, chư thiên, phạm thiên, ác ma, quỷ sứ, thì tất cả những cái vị thiên thần đấy không thể làm hại được đến Đức Phật, hay là đến các bậc A La Hán thì cũng không có ai làm hại được. Và chỉ trừ khi mà có cái ác nghiệp của những cái vị đó nó khởi lên, như thì vị đó mới có thể bị vẫn có, như Đức Phật thì không còn những cái ác nghiệp, không còn ai làm hại được. Còn các bậc A La Hán thì cũng không ai có thể vô cớ làm hại được, chỉ trừ khi có cái ác nghiệp nó chín mùi thì các vị nó phải trả cái quả nghiệp của mình. Thì đấy là một cái bậc khi mà đã chiến thắng được chính mình rồi thì cũng sẽ có cái năng lực, cũng có cái năng lực có thể làm cho những cái đối thủ ở bên ngoài cũng không làm hại được mình. Ví dụ như là khi Đức Phật để Bà Đạt Đa sai những người đi sát hại Đức Phật, người ta dùng những cái mũi tên độc để hướng đến và bắn Đức Phật, thì Đức Phật dùng thần thông làm cho những cái người đấy không cử động được chân tay, để mà không thể làm hại được Đức Phật. Thì những cái bậc đấy có một cái tâm tự tại và sẽ làm được những cái việc khác theo ý muốn của mình. Ở phân cú tiếp theo là tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng vọng trăm cây nữa, cũng giảm bậc tự tu, cũng giảm bậc tốt hơn trăm năm tế tự.
Thế này để nói về những cái người làm những cái việc phước của đời, cầu phước của đời, thì có mỗi người thì có những cái cách cầu phước khác nhau. Mỗi người thì mà đa số là người ta cầu phước ở trên đời là người ta hay làm những cái việc như là tế tự. Người ta cứ nghĩ rằng là các cái vị thần nên là những cái người có cái quyền năng lớn, tức là có những cái quyền năng tối thượng hay là vô hạn, có thể ban được những cái phước này cho cái người ở thế gian. Cho nên là người ở thế gian đa số là người ta hướng tâm về các bậc thần linh, và người ta làm những cái việc tế tự, khi tế lễ thần linh. Mà những cái người ta có đức tin thì người ta không có tiếc một cái gì, người ta sẽ bỏ ra rất là nhiều những cái tài sản tiền của, và người ta sắm sửa rất là nhiều những cái lễ vật, và trong những cái lễ vật đấy có thể là những cái người ta làm ra những cái pháp thiện pháp, hoặc là trong những cái lễ vật đấy có thể là bất thiện pháp. Ví dụ như là người ta có thể tế lễ các cái sinh vật, bắt bớ những cái con súc vật, gia súc gia cầm, người ta làm những cái lễ vật thì người ta tế lễ thần linh. Thì trong những cái pháp đấy tăng lên những cái ác nghiệp, hoặc là người ta tế lễ bằng những cái tài sản vật chất thật hoặc là giả để cúng tế các cái tế tự, các vị thần linh như vậy. Và những cái việc đấy người ta có thể làm từ ngày này sang ngày khác, từ năm này đến năm khác, và người ta có thể làm cái việc đấy một cách thường xuyên. Thì tế lễ như vậy người ta có cái mong cầu được những cái điều tốt đẹp đến cho người sống, tức là những cái sự bình an, những cái điều an vui đến cho những người còn sống, hoặc là người ta cầu những cái điều an vui đấy đến cho những người đã chết. Và người ta thường thường người trên đời người ta hay tin tưởng vào những cái pháp tế lễ như vậy. Những cái pháp tế lễ nó trở thành một cái văn hóa, những cái văn hóa ở thế gian đã rất phổ biến rất là nhiều. Như trên đất nước Việt Nam thì cái pháp tế lễ người hầu như là nhà nào cũng tế lễ, lễ bái, mà một năm người ta có thể lễ bái rất là nhiều lần. Đấy cũng là một cái pháp tế lễ. Và những cái pháp tế lễ như vậy nó có mang lại cái lợi ích không, nó có mang lại cái phước này thật sự không, và cái phước này của nó lớn như thế nào. Thì Đức Phật dạy là dù tế tự cả trăm năm mà không bằng trăm giây nát cúng dường một bậc tự tu, cũng như vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự cúng cho một cái bậc tự tu là sao. Tức là một cái bậc mà có cái sự tu tập, có cái sự tu tập. Vậy thì ở đây là cái người mà tu tập mà cái người đấy có cái sự tự giác tu tập, thì tức là cái người đấy có cái sự thật lòng mà tu tập, thật cái tâm tu tập, thì được gọi là những cái bậc tự tu. Tức là cái sự tu tập không phải là vì một cái điều gì đó sai trái, mà phải có cái bậc đấy là tu tập là vì một cái mục đích cao thượng, thì được gọi là bậc tự tu. Thì bậc tự tu mà cao thượng nhất như là Đức Phật, thì Đức Phật là một cái bậc khi mà ngài thấy những cái cảnh tượng sinh già bệnh chết, muốn tìm ra con đường giải thoát, cho nên là ngài đi xuất gia. Thì những cái bậc như thế là bậc tự tu, thì cũng dàn đến một cái bậc tự tu mà như Đức Phật thì sẽ có những cái công đức lớn, sẽ có những cái quả báo lớn hơn là những cái người làm những cái việc phước tế tự ở đời. Khi mà làm những cái việc phước tế tự ở đời thì người ta cũng hướng tâm đến những cái vị thần linh, nhưng mà tại vì ở thế gian người ta không có so sánh, không có phân biệt được là những cái vị thần linh có cái gì cao thượng và có cái gì không cao thượng, mà người ta cứ nghĩ là các bậc thần linh là đều là những bậc cao thượng hết. Và đôi khi người ta có thể dâng cúng đến Đức Phật, người ta cũng những người mà không được mà hiểu về Phật pháp, người ta chỉ coi Đức Phật như một vị thần linh, người ta nghĩ là Phật sẽ phù hộ cho mình được những cái điều mà mình đang mong muốn, đang mong cầu. Mà người ta cũng dàn như vậy, người ta với một cái tâm không được hiểu biết về Đức Phật,
người ta cũng đồng hóa Đức Phật cũng như các vị thần thánh ở trong thế gian khác. Thì cái sự cúng như vậy nó cũng không có lợi ích, nó cũng không đem lại cái phước lớn. Cúng dường người còn tự tu như thế. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, cái lúc mà Đức Phật còn tại thế, nếu như ai mà cúng dường được đến Đức Phật thì cái người đấy có cái phước lớn. Nhưng khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì người ta có thể cúng dường Phật. Nhưng nếu như người ta hiểu được về Đức Phật đúng như thật thì người ta vẫn có cái phước lớn như Đức Phật còn tại thế. Nhưng khi mà mình dâng cúng những cái vật dụng lên cúng dường Đức Phật, hương hoa, trà, quả thực, những cái điều đó dâng lên cúng Phật mà khi ngài đã Niết Bàn. Nhưng mà cái tâm của mình hiểu đúng về Phật như là khi Phật còn tại thế thì vẫn có cái phước như là mình cúng Phật tại thế. Nhưng mà nếu mà mình thì không hiểu, một cái người không hiểu Phật, mình nghĩ rằng Phật cũng như các cái vị thần linh, mình có thể trưng bày hành Phật lên rồi là bày biện tất cả những cái món lễ vật lên để cúng, thì lúc đấy cũng chỉ là một cái pháp tế tự chứ không phải là cúng dường một cái bậc tự tu. Hay là những cái bậc tự tu khác như là những bậc A-la-hán cũng là những bậc tự tu, những cái bậc nhất lai, những bậc bất lai, hay là những bậc thượng lưu, tức là những cái bậc thánh xuất thế, thì đều gọi là những bậc tự tu, những cái bậc đấy là có tu tập. Hay là những cái người mà đang tu những cái hạnh của các bậc thánh, tức là những cái người đang trên cái con đường tu tập giới định tuệ để hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến đoạn trừ phiền não tham sân si, thì đó được gọi là những bậc tự tu. Thì cũng giảm đến những cái bậc bậc tu tập như vậy, hay là những cái bậc đang tu hành như vậy, thì nó cũng sẽ tạo ra cái phước, mà cái phước này còn lớn hơn là những cái phước tế tự lễ bái. Những cái phước tế tự lễ bái thì ở mỗi một nơi người ta hay thờ những cái vị thần linh khác nhau. Nhưng mà các vị thiên thần hay là những cái đối tượng lễ bái như vậy, có những cái vị thì cũng cao thượng, như là nếu như người ta thờ những vị phạm thiên, mà những cái vị phạm thiên đấy là những cái bậc thánh nhân, thì đấy cũng được gọi là những cúng bái lễ bái đến những bậc tự tu. Nhưng mà cái bản thân của những cái người mà làm cái việc tế lễ đấy, người ta phải biết rằng người ta phải hướng tâm đến là tế lễ những cái bậc giác ngộ, những bậc giải thoát, thì nó sẽ có phước lớn. Còn nếu như người ta chỉ hướng tâm đến những cái sự tham cầu, cái lòng mong cầu cái điều gì đó, rồi người ta tế lễ thì cái phước nó không lớn, vì có những cái vị vẫn còn tham sân si. Các cái vị ở chư thiên thì cũng còn tham sân si, cũng còn vô minh tham ái chấp thủ, và vẫn còn ở trong luân hồi sinh tử. Thì cái sự tế lễ như vậy không đem lại cái công đức lớn bằng cái sự mà cúng dường đến một cái bậc đã giải thoát, một cái bậc đã đoạn trừ phiền não tham sân si, hoặc đang nỗ lực để đoạn trừ phiền não tham sân si. Đấy là cái phước này nó sinh ra từ cái sự thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh ở đây là một cái người làm việc phước mà có cái tâm thanh tịnh, là cái tâm thì mình vô tham vô sân vô si. Cái vật dân cúng đấy là cái vật thanh tịnh. Cái vật thanh tịnh là như là mình không có tạo nên cái ác nghiệp để làm ra một cái vật cúng dường đấy, mà không tạo ra ác nghiệp. Như là cái vật đấy là do mình làm ra một cách trong sạch, không có như là một cái vật là sát sinh, trộm cắp, cả dâm, nói dối để mà có được cái vật đấy, thì cái vật đấy là không thanh tịnh. Còn cái vật đấy mình làm ra bằng cái sự chân chánh, không có làm khổ mình, khổ người, thì cái vật đấy là cái vật thanh tịnh. Thì cái vật thanh tịnh đấy, cái người thanh tịnh có vật thanh tịnh cúng dường với một bậc thanh tịnh, tức là cái người thọ nhận là một cái người thanh tịnh. Ba cái sự thanh tịnh đó, nếu mà một cái pháp nào mà đầy đủ được, một cái phước thiện nào mà đầy đủ được ba cái pháp thanh tịnh đó, thì sẽ tạo ra được một cái quả báo lớn, tạo ra được cái công đức lớn.
Đấy, công đức đó là công đức vô biên. Công đức vô biên là cái sự mà một cái người mà người ta được ví như là nước biển. Nước biển có bao nhiêu, có bao nhiêu thùng, tức là một cái người người ta không thể dùng cái số nước để ta nói nước biển này có 100 thùng, 1.000 thùng, 100.000 thùng hay là bao nhiêu thùng, nó không có cái số nước cụ thể. Cũng như vậy với một cái người mà tạo ra cái phước mà có cái sự thanh tịnh, cái phước này mà được tạo tác bởi cái sự thanh tịnh, như vậy thanh tịnh bởi người thí, thanh tịnh bởi vật thí và thanh tịnh bởi người thọ nhận, thì nó sẽ tạo ra một cái phước cũng lớn như vậy, tức là không có cái số lượng nào mà có thể để tính đến hết được cái phước này của những cái pháp thanh tịnh như vậy. Thì một cái người mà cúng dường một cái bậc tự tu, hay là một cái bậc tu tập thanh tịnh, thì sẽ để lại cái phước lớn hơn là cái sự tế tự. Thì ở thế gian thì người ta cứ nghĩ là phải cúng các vị thần linh, vì các vị thần linh có, người ta nghĩ là có thần thông quảng đại, cái vị đấy vô hình vô tướng nhưng mà có uy lực, có thể ban cho mình được những điều mình mong cầu. Còn những cái người bằng xương bằng thịt, dù cái vị đó có tu hành như thế nào, người ta không biết, người ta biết ở đây là những người bằng xương bằng thịt, thì không có thể ban cho người ta những cái điều người ta mong cầu, nên là không có thể ban tài pháp lộc giống như những bậc thần linh mà người ta nghĩ rằng có thần thông thần lực có thể ban cho người ta những điều tốt đẹp được. Vì vậy mà trong thế gian người ta thường hay hướng tâm đến cái việc tế lễ để cầu cái phước lành. Thì những cái pháp đấy có thể có phước nhưng mà cũng có thể không có phước. Thì mình giống như là một cái người mình bố thí cho một cái người ăn xin, nó cũng là một cái pháp bố thí. Hay là khi mà mình tế lễ một cái pháp gì đó cũng là một cái pháp bố thí. Mình bố thí đến những cái vị chư thiên thần linh thì đấy cũng là những cái pháp bố thí. Hay là cúng dường thì một cái bậc tu hành đó cũng là một cái sự bố thí. Nhưng mà nếu như một cái pháp bố thí đó nó có cái sự thanh tịnh ở trong đấy thì nó để lại cái phước, tức là cái người nhận thí thanh tịnh, cái bậc thí thanh tịnh, một cái người bố thí thanh tịnh thì nó có phước. Còn nếu như cái người cho nên một cái phước nó có thể hoàn hảo và nó cũng có một cái không hoàn hảo, đó là trong ba pháp đấy có thể là có một pháp thanh tịnh mà hai pháp không thanh tịnh, có thể là có hai cái thanh tịnh và một cái nó không thanh tịnh, có thể là cả ba cái đều không thanh tịnh. Nhưng người bố thí không thanh tịnh, bậc thí không thanh tịnh và người thọ nhận cũng không thanh tịnh, thì đấy là một cái pháp nó sẽ để lại cái quả kém nhất. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát, cũng giảm bậc tự tu cũng như vậy tốt hơn 100 năm tế tự. Thì có những cái pháp khác, người ta có những cái pháp để cầu những cái phước này được, đó là người ta thờ thần, thì mỗi vị thì chọn những cái vị thần người ta thờ. Và có những cái pháp thì nó phổ biến ở bên Ấn Độ là cái pháp là thờ thần lửa, là cái pháp rất là phổ thông. Đó là cái pháp là người ta thờ thần lửa thì người ta thờ rất là sớm, có những khi mà từ một cái đứa trẻ bắt đầu sinh ra cha mẹ đã nhóm lên một ngọn lửa và duy trì cái ngọn lửa đấy cho đến lúc nó lớn lên, rồi hãy bảo là bây giờ con hãy đi vào trong rừng và thờ cái vị thần lửa này cho đến hết cuộc đời. Và có những người ta thực hành như thế và người ta cứ nghĩ là thờ thần lửa như thế sẽ có những cái công đức lớn, nếu mà duy trì cái sự thờ tự đấy được càng lâu năm thì phước càng lớn, giống như là một cái người đi tu tập càng lâu năm phước càng lớn. Có thể người ta sẽ duy trì cái hạnh thờ lửa đấy đến suốt cuộc đời, ngày cho đến lúc chết mà người ta nghĩ là người ta sẽ được sinh về phạm thiên giới. Đấy là có những người ta sống một cái cuộc đời ẩn cư mà người ta có thể thờ thần lửa như vậy. Thì trong một cái kiếp qua khi mà Đức Phật còn tại thế cũng thấy có rất là nhiều những cái đạo sĩ thờ lửa, người ta cũng sống ở gần những cái tịnh xá của chư tăng của Đức Phật. Thì nhưng các vị tỳ kheo cũng có người đến hỏi Đức Phật là những cái người thờ lửa như vậy người ta có cái phước này nhiều, có công đức gì không?
Thì Đức Phật đã kể một cái câu chuyện trong quá khứ, là khi mà trong quá có một cái kiếp này sinh ra, cũng vậy ngài cũng được thờ được từ nhỏ, và hàng ngày thì cái người thờ lửa đấy cũng phải đi kiếm những cái lễ vật về để tế lễ những cái vị thần lửa. Và một hôm ngài đi xin được con bò về, ngài cũng định là sẽ giết con bò này để tế thần lửa. Mà sau đó thì ngài đi vào trong làng để kiếm gia vị. Khi ngài đi vào trong làng thì có một cái nhóm thợ săn nó đến, nó thấy con bò và có cái ngọn lửa đấy mà nó đã giết con bò đấy, nó dùng cái lửa đấy để nướng con bò, ăn hết thịt nên bỏ đi. Đến khi mà ngài trở về thì thấy còn lại một cái đuôi bò. Và lúc đấy ngài nghĩ rằng là cái vị thần lửa này, cái tài sản của mình miếng ăn đến mồm thì còn không có thể bảo vệ được, thì làm sao có thể bảo vệ được ta. Lúc đấy ngài vứt cái đuôi bò vào trong đống lửa, sau đó dùng nước dập tắt cái ngọn lửa đấy và bỏ cái hạnh thờ lửa. Vậy thì cái hạnh thờ lửa ở đường sâu hay là một cái người mà tu tập theo một cái hạnh khổ hạnh nào đấy, một cái pháp khổ hạnh, hay là một cái người tin tưởng vào những cái pháp tế tự của thế gian, và người ta có thể chuyên cần lễ bái, chuyên cần tế lễ, chuyên cần tôn thờ thờ thần, hay là người ta cứ nặng về cái sự tín ngưỡng, cái sự thờ cúng như vậy. Thì ở Việt Nam mình không có cái pháp thờ lửa, nhưng mà có cái pháp thờ cúng thì nhiều. Mình thờ ông bà tiên tổ cũng là một cái tín ngưỡng thờ, hay là thờ thần, thờ thổ công, thổ địa của thần, thì đấy cũng là cái tín ngưỡng thờ cúng ở thế gian. Thì cái sự thờ tự đấy mà người ta có cái niềm tin rằng mình thờ có thiêng thì sẽ có thần sẽ bảo vệ, che chở hay là ban phước lành cho mình. Đấy là cái pháp thờ ở thế gian. Thì những cái pháp đấy cũng có thể là có phước, nếu như mình trong những cái pháp tôn thờ đấy mà mình không tạo ác nghiệp, mình có thể tạo những cái thiện nghiệp, hay là mình có cái chánh kiến, mình cũng không có đến quá là mê tín thì nó cũng không có nguy hiểm. Nhưng mà một cái người nào thờ mà có cái tâm tà kiến, tâm tà kiến coi như là mình có cái tốt xấu của mình, khi còn sống mình được an vui, khi chết mình cũng được an vui nhờ cái sự thờ tự này, thì cái đấy là một cái tà kiến, và cái tà kiến đấy là một cái pháp bất thiện. Còn nếu như mình thờ tôn thờ vì mình nghĩ rằng những cái bậc này là những cái bậc có cái ân đức, ví dụ như là cái người đó thờ ông bà tổ tiên thì mình biết rằng đây là những cái bậc tiền nhân, những cái bậc này là những cái bậc tiền bối đi trước có công đức với mình, thì có họ mà đã sinh ra cái thân của mình, thì mình nghĩ đến cái công ơn để mình tôn thờ, thì cái đấy là có là một cái người có chánh kiến, tức là thờ với một cái sự tri ân, có thể thờ với những cái sự biết ơn, hay là thờ các vị thiên thần ở xung quanh mình. Có cái tâm mình hiểu biết là các vị ấy cũng có một cái, cũng có một cái thần lực, cái khả năng nào đó có thể che chở được cho mình. Nhưng mà cái người đấy vẫn có cái niềm tin là cái đời sống của mình tốt hay xấu là do cái nghiệp của mình. Nếu mà mình gặp những cái chuyện rủi ro là do nghiệp thiện, chứ không phải là do thần linh nào đó phạt mình, hay là mình gặp những cái việc tốt đó là do cái quả của cái nghiệp thiện, gặp việc xấu là do quả của nghiệp bất thiện. Một cái người có cái tâm như vậy thì mặc dù người ta thờ tự thì người ta cũng không có rơi vào cái tà kiến và mê tín, nhưng mà có những người trở nên quá là mê tín, và người ta cứ nghĩ rằng là mình gặp được những cái điều may mắn này là do có người ban cho mình, có cái vị thần linh nào đó ban cho mình. Mình gặp những cái rủi ro này đây là một cái sự phạt của những cái vị thần linh gì đấy, nên chỉ những người đấy là tà kiến, thì có những sự thờ tự. Vậy thì cái sự thờ tự như dù mình có thờ đúng hay là không đúng, thì cái phước lành mà tạo ra từ cái sự thờ tự đấy cũng không lớn bằng cái phước
mà một có một cái người biết cúng dường, biết cúng dường đến một cái bậc tự tu hay là một cái bậc tu hành, vậy thì một cái bậc mà có thể tạo ra được cái phước cho người khác là một cái bậc đấy phải là một cái người giống như là một cái mảnh vụn phước điền, tức là một cái người tu tập là đúng đúng pháp thì cái người đấy trở thành cái ruộng phước điền. Cái ruộng phước điền là tức là cái người đấy trở thành cái nguồn phước lành rất là lớn cho những cái người hướng cái tâm thiện đến cái vị đó. Sau cái vị đấy có thể trở thành cái phước lành lớn, như là vị đó có những cái hạnh trong lành, tức là cái hạnh ác, cái hạnh lành, lìa bỏ tất cả những cái hạnh bất thiện, thân được thanh tịnh, thân được thân của vị đó có những cái hạnh lành ở nơi thân, ở nơi người đó và ở nơi ý nghi. Cái vị đó có cái hạnh nghiêm trang chánh trực, cái vị đó là cái vị mà có cái hạnh chân chánh, không có theo những cái tà hạnh. Cái vị đó tu tập để hướng đến đoạn trừ tham sân si, hoặc là vị đó đã đoạn trừ tham sân si, thì những vị như vậy được gọi là cái bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cung giảng, đáng được chắc tăng, là cái phước điền vô thượng ở đời. Thì cái vị mà có đầy đủ những cái phước, có những cái hạnh cao thượng như vậy, thì cái vị đó trở thành cái phước điền ở đời. Thì những cái vị mà kính lên một cái bậc như vậy thì được cái phước còn lớn hơn, cúng dường như vậy thì tốt hơn, hơn là trăm năm tế tự. Dù cái vị đó có tôn thờ hay tế tự trăm năm thì cái phước đó không lớn bằng. Vậy thì nhưng mà cái vị cái người mà tôn thờ, ví dụ như là vị đó mà không phải là ở thế gian, lúc nào một người mình sinh ra mình cũng gặp những cái bậc mà trở thành phước điền vô thượng ở thế gian. Ví dụ như là Đức Phật là một bậc phước điền vô thượng ở thế gian, nhưng mà ngài đã nhận biết là các bậc thánh A La Hán là phước điền vô thượng ở thế gian, nhưng cũng đã nhận biết là, ví dụ hoặc là ở những nơi không có những cái bậc A La Hán hay là không có những cái bậc thánh nhân. Vậy thì lúc đấy thì mình phải tạo ra cái phước điền ở đâu? Thì mình sẽ cúng dường ai để mình có được cái phước lành vô thượng? Thế thì một cái người đấy, cái vị đấy có thể làm sẽ lập lên một cái bàn thờ Phật, và có thể dâng cúng dường lên Đức Phật. Hàng ngày có thể dâng hương hoa lên dâng cúng dường lên Đức Phật. Và khi cúng dường đến Đức Phật thì mình phải tác ý đến những cái hạnh cao thượng của Đức Phật. Thì Đức Thế Tôn là một cái bậc ứng cúng, là một cái bậc đáng được cúng dường, là một bậc chánh nhân chi minh nhân túc thiên thệ thế gian giải vô thượng sĩ điểm hữu triệu phu thiên nhân chư Phật Thế Tôn. Khi mình dâng lên đảnh lễ hay là cúng dường Đức Phật hay đảnh lễ Đức Phật, cái tâm của mình hướng đến cái ân đức cao thượng của Đức Phật, thì ngay lúc đấy mình đã cúng dường đến một cái bậc tự tu, cúng dường đến một cái bậc cao thượng. Thì cứ hướng tâm đến các ân đức của Phật, hay là mình muốn hướng tâm đến các ân đức của các cái vị A La Hán hay là các bậc thánh nhân khác ngoài Đức Phật ra, thì sẽ hướng tâm đến cái ân đức của một bậc thánh nhân, là một cái bậc ở đấy có thiện hạnh, những cái bậc có trực hạnh, có chánh hạnh, những cái bậc đã đoạn trừ những phiền não tham sân si, là những bậc xứng đáng được tôn trọng cúng dường, chắc tay là phước điền vô thượng ở được. Mình hướng tâm đến như thế, đến một cái biểu tượng, ví dụ như là tượng của Đức Phật là một biểu tượng vì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi. Nhưng khi mà mình đảnh lễ Đức Phật, cung kính và cúng dường Đức Phật với một cái tâm tà kiến, thì nó chỉ để lại một cái quả, một cái quả tà kiến. Mình hướng tâm Đức Phật, mình coi Đức Phật như một vị thần linh, tức là một cái tâm mà không có trí tuệ, không hiểu gì về Đức Phật cả. Thì lúc đấy cái sự cúng dường đấy không để lại cái phước lớn. Nếu như mà cái người đấy cung kính đảnh lễ Đức Phật với một cái tâm kèm với trí tuệ, mà cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết của mình càng sâu sắc, cái sự hiểu biết của mình càng đúng với sự thật, thì cái phước đó nó càng lớn. Thì cái phước lớn hay không là do cái trí của mình có hiểu về Phật hay không, hiểu về cái bậc về những bậc tu hành
mình cũng già như vậy cũng sẽ tham gia những cái phước được. Vậy thì cái phước để khi cái nó tạo ra cái phước ngay khi mình dâng cúng, vậy thì ngay khi dâng cúng thì mình có thể ước nguyện điều gì cũng được, những ước nguyện trong tương lai mình sẽ chứng ngộ niết bàn trong thời hiện nay, hay là mình ước nguyện là trong tương lai mình sẽ về cõi thiên giới, mình sẽ trở lại làm người được hưởng những cái phước này có nhân gian. Thì những cái lúc mình hướng tâm về những cái bậc về những cái bậc tự tu đấy, mình ước nguyện thì nó sẽ thành tịnh, nó thành tịnh hơn là mình đi cầu khấn lên bàn. Cũng như là khi mình đi cầu khấn, mình có thể đi khắp các cái đền đình miếu, những cái nơi thờ tự, mình cầu xin những cái điều này điều kia, nhưng mà những cái điều đó có thể nó thành tịnh, có thể không thành tịnh, do mình có tạo ra được cái phước hay không. Chỉ cái phước đến những cái thì phước nó đến ở cả ba đối tượng, như vậy ở bản thân mình, ở cái người mà mình kính lễ đến, và ở cái vật mà mình dâng cúng. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Có những cái người thì suốt ngày mình dâng những cái lễ vật nên để mình tế lễ. Có những người tế lễ thì dùng rất là nhiều những cái vật vật sống vật chết, những cái vật khác nhau, và mình cứ nghĩ rằng là càng cái lễ vật càng lớn thì cái đàn tế lễ đó sẽ càng có kết quả, tức là mình sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn. Nhưng mà cái điều đó không bằng một phần tư, tức là không bằng một cái người mà có cái tâm cung kính đảnh lễ. Chỉ cần khởi lên với một cái người có trí tuệ thì chỉ cần khởi lên một cái tâm cung kính đảnh lễ đến một cái bậc và thượng nhân, thì cái phước đó còn lớn hơn là mình dùng những cái phẩm vật để tế lễ hàng ngày suốt năm, cũng dùng những cái vật chất để tế lễ. Vậy cho nên là thường thường người ta đi tế lễ người ta hay mang theo cái vật gì đó, như là những cái ngày rằm này, mùng một thấy các Phật tử đi chùa là hay mang theo một cái túi đựng nặng có hoa, có mặt hay là chuối, hương, hay là nhiều những cái đồ vật khác nữa khi là mâm xôi con gà dâng lên, và nhất là đi đến những cái nơi mà ngày lễ hội thì sẽ thấy cái sự mà tế lễ nó rất là đông đúc, và mỗi người thì mỗi những cái lễ vật khác nhau. Và người ta cứ nghĩ rằng tế lễ có những cái vật đấy mới là tế lễ, còn cái người nào đi tay không vào lễ bái thì người ta nghĩ rằng là mình không có cái vật gì cả thì không biết là có phước gì không. Thế nhưng mà với một cái người mà có cái sự hiểu biết thì cái người đấy sẽ biết rằng là tế lễ như thế nào là nó mang lại cái phước này. Thực ra thì cái phước nó tạo ra không phải là bằng cái vật, cái phẩm vật của mình, mà nó tạo ra bằng cái tâm, bằng cái tâm của mình, với một cái tâm cung kính hướng đến một cái bậc đại kính, thì ngay cái lúc mình khởi lên cái tâm cung kính ấy nó đã tạo ra phước, nó đã tạo ra cái phước này cho thương. Mà chắc tay mình kính lễ đến một cái bậc đáng kính lễ là lúc đấy là nó có phước. Vậy cho nên là như thuở xa xưa người ta tìm đến Đức Phật thì người ta chỉ chắc tay đảnh lễ Đức Phật là được, không nhất thiết là người ta phải mang những cái phẩm vật đến để cúng dường cho Phật. Cúng dường cho Phật thì Đức Phật chỉ dùng những cái đấy, mà những cái vật dụng hàng ngày như là thực phẩm thì ăn chỉ có thời, y phục đủ để mặc, dược phẩm khi nào có bệnh thì mới cần dùng, và những cái chú sứ sáng phẩm thì cũng chỉ dùng khi mà hợp thời. Mà khi mà người ta tìm đến Đức Phật, người ta chỉ đảnh lễ Đức Phật với một cái tâm thành kính, và điều đó đã tạo ra một cái phước này. Còn bây giờ thì Đức Phật không còn ở thế gian nữa,
Đức Phật đã nhập Niết Bàn và chỉ còn lại là hình tượng của Đức Phật. Với một cái người mà hiểu biết về về Đức Phật thì cái người đấy chỉ cần đảnh lễ, tức là chắp tay đảnh lễ với một cái tâm cung kính và với một cái trí tuệ để hiểu biết. Chỉ cần mình đảnh lễ Đức Phật và mình hiểu biết về các ân đức của Phật thì ngay lúc đấy nó đã có cái phước lành. Phước lành hơn là những cái người cứ mang những cái phẩm vật đến mình dâng cúng, và đôi khi mình lại tự hào với những cái phẩm vật đấy. Mình có những cái quan niệm sai trái, giống như là mình vừa mới ban được một cái phẩm vật đấy đến cho một cái người khác, mình bị chấp trước, có cái sự chấp trước vào những cái phẩm vật tế lễ, mà dùng những cái phẩm vật để tế lễ nên mình cứ nghĩ rằng tập như các vị thần có thể thọ nhận được những cái điều đấy, thì cái điều đấy nó là một cái tâm tà kiến, tà kiến không đúng. Thế cho nên là khi mà lễ Phật hay là đi đến những cái ban thờ Phật, chỉ cần đến và đảnh lễ Đức Phật là đủ rồi. Có cái tâm mang về thiện tâm đến trí tuệ của mình đảnh lễ, như bây giờ không còn Phật thì mình đảnh lễ cái tượng Phật, đảnh lễ hình tượng của Đức Phật, đảnh lễ tranh Phật, và cái lúc ấy có phước thì ai mà thường xuyên đi chùa và siêng năng lễ bái, người đấy có cái phước rất là lớn. Đó là cái phước cung kính. Còn khi mà mình cúng dường thì nó có phước cúng dường, nhưng mình cúng dường hương hoa, cái phẩm vật gì đó dâng lên cúng dường thì đó là cái phước của sự cúng dường. Phước cung kính thì nó tạo ra những cái điều cao thượng, mình sẽ có thể có cái sự tái sinh ở những cái cảnh giới rất là cao thượng ở tương lai. Còn cái phước cúng dường thì nó tạo ra những cái vật chất, nên là ở trong tương lai mình sinh ra ở đâu mình ước muốn những cái nhiều vật chất thì mình sẽ có được những cái vật chất đấy. Và cái phước của cái sự cao thượng đấy nó cũng được sinh ra bởi vì mình hướng tâm đến những bậc cao thượng, là mình hướng đến cái sự cao thượng của Đức Phật, chứ mình không có hướng đến cái tầm thường của Đức Phật. Ví dụ như là mình nghĩ rằng Đức Phật cũng giống như con người, có cái tâm cũng nhìn thấy món ngon chắc là cũng thích lắm, nên là mình phải làm cái đồ ngon cho nên cúng Phật, nhìn những cái đồ đẹp chắc là thích lắm, mình cố gắng mang cái gì đó đẹp để dâng Phật. Thì đấy là mình đem cái tâm tầm thường của mình và mình hướng đến Đức Phật với một cái tâm tầm thường như vậy thì không tạo ra phước lớn được. Thế nên phải hướng đến cái sự cao thượng của Đức Phật thì mới tạo ra được cái phước lớn. Thì cái phước lớn là như thế. Mình cứ nghĩ đến cái bậc đang thọ nhận cái sự cung kính cũng là một cái sự tầm thường thì mình không tạo ra cái phước lớn. Cũng như vậy, nếu bây giờ nhờ cúng dường đến Đức Phật thì là tuyệt đối cao thượng rồi, nhưng mà đến những người đang tu tập, ví dụ như là những cái vị tỳ kheo thì có những nơi vị là còn tham sân si, còn phà, còn có những cái nỗi nầm. Trong cái lúc một cái người mà có cái sự gọi là cung kính cúng dường và đến những cái vị mà là còn là cái người thật, tức là hay là còn là những cái bậc tỳ kheo ở trên đời vậy. Nếu như mình bằng nghĩ rằng cái người này chỉ là cái người phàm, cái người này chỉ là bằng xương bằng thịt, không có cái gì đáng để mình phải tôn trọng cung kính cả, thì là lúc đấy là mình sẽ khởi lên cái tâm coi thường như vậy thì nó sẽ không có phước. Hoặc là khi mình kính đến, mình hướng đến một cái tâm phàm, một cái tâm tầm thường, mình cũng nghĩ rằng là người này cũng thích ăn ngon mình dâng thức ăn ngon, người này cũng thích đẹp mình dâng cái gì đó đẹp, thì đấy là mình nghĩ đến một cái sự tầm thường thì nó cũng không để lại cái phước lớn. Vậy thì cái lúc mà cúng dường đến ngay cả những cái bậc tu hành còn đang trên cái con đường tu hành, mình không thể biết được những người đó là những người đó giải thoát hay chưa giải thoát, nhưng mà mình phải hướng đến những cái ân đức cao thượng của những cái bậc cao thượng. Ví dụ như là mình nghĩ rằng những cái vị tu hành này, những bậc có thiện hạnh, tức là từ bỏ những cái đời sống ô nhiễm và thế tục, những cái ác pháp, cho nên là vì nó có cái thiện hạnh, vì nó trực hạnh, vì nó có chánh hạnh, vì nó đang nỗ lực tu tập để đoạn trừ phiền não tham sân si và hướng đến niết bàn, thì mình cúng dường đến những cái hạnh cao thượng
mặc dù biết nó có cái hạnh đó hay không, nhưng không cần biết. Nhưng cái tâm của mình hướng đến cái hạnh cao thượng đấy, tâm mình hướng đến cái hạnh cao thượng thì mình vẫn có phước, có cái phước của cái sự cung kính, có cái phước của cái sự cúng dường. Vậy thì khi mà mình cung kính cúng dường đến một cái bậc nào, mình tác ý đến cái hạnh cao thượng của những vị đó, thì cái lúc đấy mình sẽ được hưởng cái phước do cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cũng dàn đến cái cao thượng, cái tâm cao thượng của mình thì nó tạo ra cái phước cao thượng. Còn cái tâm là tầm thường thì nó tạo ra cái phước tầm thường. Mà cái tâm si mê, cái tâm tà kiến hay là cái tâm thấp kém thì nó sẽ tạo ra cái phước thấp kém, mà thậm chí nó còn không tạo ra phước. Nếu mình cúng lễ với một cái tâm si mê tà kiến ở thế gian, vậy thì người ta cứ nghĩ rằng là người ta dâng cúng những cái vật chất này lên cho các cái vị thần linh, và các vị đấy họ nhận được những cái vật đấy, hay là rồi là người ta đem những cái phàm tục của mình gắn vào cho những cái vị thần. Thế nên khi mà tế thế thì người ta hay múa hát, nghe người ta cũng nghĩ rằng là mình thích múa hát thì mình cũng đem những cái múa hát để xôi chè rượu thịt. Mình cũng nghĩ là các cái vị thì đấy cũng có cái tánh phàm tục như vậy. Thì những cái người đấy là những cái pháp tế lễ hàng điển, cho nên là những cái pháp tế lễ đấy không đem lại cái sự cái phước cao thượng bằng những cái pháp tế lễ mà bằng những cái sự cung kính đến những cái bậc thanh tịnh. Thế là những bậc thanh tịnh là những bậc là thoát ly những cái sinh hoạt phàm tục. Nên thì cái tế lễ ở thế gian người ta cũng nhảy múa may quay cuồng hát hò, rồi là dùng đủ những cái pháp thế tục người ta kính lễ, cho nên nó không tạo ra cái phước lớn mà hướng đến những cái tâm, đến những cái bậc thanh tịnh. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng sắc thọ nạp và sức mạnh. Một cái người mà thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, cái bậc kỳ lão trưởng thượng là cái bậc nào? Thì cái bậc mà kỳ lão ở đây là không phải là một cái bậc cái tuổi cao, là cái bậc trưởng lão, mà cái bậc trưởng lão ở đây là những cái bậc mà có cái giới thanh lớn hay là có cái trí tuệ lớn, tức là những cái bậc mà có giới, có định, có tuệ, có giải thoát và có trí tuệ giác ngộ. Thì những cái bậc đấy được gọi là những bậc kỳ lão trưởng thượng. Thì một cái người tôn trọng kính lễ đến những cái bậc mà có những cái pháp thượng nhân thì được gọi là những bậc kỳ lão trưởng thượng. Những cái bậc có pháp thượng nhân, ví dụ như là một cái người có chứng thiền là một cái người có pháp thượng nhân, một cái người mà có thần thông là một cái người có pháp thượng nhân, một cái người đắc đạo quả, đấy là những người có pháp thượng nhân. Thì những người có pháp thượng nhân đấy là những người đều là những cái bậc có phước lành cao thượng, thì những cái bậc đấy có thân khẩu ý tưởng thanh tịnh. Thì lúc đấy cái người đấy ước muốn cái điều gì thì nó thành tịnh được đấy. Thì ngay ở cái đời sống hiện tại này sẽ thành tịnh được bốn cái pháp, đó là thọ, tức là sẽ tăng trưởng được cái tuổi thọ, sắc, tức là cái có sắc đẹp, có cái sự an vui và có sức mạnh. Đấy là bốn cái pháp ở thế gian này. Còn cái vị nó gieo nhân đến những cái pháp như là giác ngộ giải thoát ở tương lai. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày thì đỡ tu thiền định. Như một cái người sống lâu năm nhưng mà làm những việc ác, làm những việc ác, ác giới ở đây là những người mà không có giới hạnh, những người sống ở đời phàm tục, người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì những cái đấy được gọi là ác giới. Thì nếu cái người đó mà càng sống lâu thì cái ác nghiệp sẽ tích lũy càng nhiều. Người đó sống cả trăm năm tuổi, có thể là người đó có được cái tuổi thọ cao, nhưng mà sau này thì người đó sẽ phải trả giá cho những cái ác giới đó. Người ta càng sống lâu thì cái tội càng sâu dần, và sau này đi đọa xứ thì càng rất là lâu, có thể người ta sẽ phải đọa xuống địa ngục một thời gian rất là dài, từ những cái địa ngục này rồi lại đi sang địa ngục khác. Thì người ta sinh lên làm ngã quỷ, rồi sinh làm súc sinh, và những cái kiếp mà phải đọa nạt ở trong sinh tử đó rất là lâu, có thể hàng
hàng triệu triệu năm sau thì người ta không có, không biết đến ngày nào người ta có, đối là với những người ác giới để sống 100 năm mà sống ác giới mà không hành thiền định thì chẳng bằng tốt, chẳng bằng sống một ngày thì giới tu thiền định. Thế một cái ngày mà cái người đấy có giữ giới và có tu tập thiền định, có thể người ta sẽ có được một cái phước lớn hơn, một cái phước lớn hơn là phải sống 100 năm. Thế nếu như một cái người mà người ta đã chọn sống 100 năm, sống 100 năm và người ta đã có sống tức là một cái tuổi, một cái thời gian rất dài làm việc ác như là sát sinh, ví dụ người đó làm cái nghề săn bắn chẳng hạn, thì cái người đấy sẽ làm cái nghề săn bắn đó có thể trải qua 10 năm, 20 năm và là 30, 40 năm. Nhưng mà đến khi về già, đến cái ngày gần chết rồi, cái vị đó mới chợt nghĩ ra rằng mình đã làm rất nhiều việc ác rồi, hôm nay mình hãy làm một việc thiện, đó là mình giữ giới và hành thiền. Giữ giới và hành thiền. Rồi sau cái ngày hôm đấy vị đó chết thì vị đó sẽ đi về đâu? Thì cái vị đó sẽ phải trả cái quả báo mà vị đó đã làm trong hàng trăm năm, hay là cái vị đó sẽ được hưởng cái phước báo của một ngày giữ giới tu thiền định. Thế thì cái gì nó mạnh hơn phước với tội, cái gì mạnh hơn? Thế bây giờ phước mạnh hay là tội mạnh? Nhờ một cái người đấy tạo ác nghiệp rất là lâu nhưng mà làm thiện nghiệp thì rất ít, thì sau này người ta sẽ hưởng phước hay là người ta sẽ chịu cái tội, chịu cái quả báo của cái tội hay là hưởng cái phước đấy? Thì thường thường là cái phước nó sẽ mạnh hơn. Có những cái người như thế, người ta sống cả trăm năm làm việc bất thiện, nhưng mà có khi chỉ hồi đầu quay đầu là bờ, có thể là biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, đã từng tạo ác nghiệp rất là lâu rồi, nhưng mà đến một lúc nào đấy biết hồi tâm hướng thiện, có thể ngay lúc đấy người ta sẽ người ta sẽ thoát khổ, người ta sẽ đạt được an vui. Những người nào có thể là đã trong rất là nhiều đời, nhiều kiếp trong sinh tử mình đã từng si mê tàn thiện, mình đã từng tích lũy vô vàn những cái ác nghiệp rồi, nhưng mà một cái kiếp may mắn nào đó mình được nghe, mình được gặp Phật pháp, mình giác ngộ ra những cái điều chân lý, mình có thì đấy cũng là một cái cơ hội có thể mình khiến cho mình đi trên một cái con đường an vui và sẽ thoát được những cái khổ đau rất là lâu dài. Trong một cái kiếp quá khứ mà Đức Phật đã từng có một cái kiếp đó là tu hạnh thời hưởng suốt cả một kiếp dài như vậy cho đến tận cái lúc mạng chung, tức là trải qua hết một cái kiếp sống đấy là tu theo cái hạnh thời hưởng, và cho đến cái lúc mạng chung thì ngài thấy cái tướng lửa nó hiện ra, vì suốt đời tu thần lửa nó tạo ra một cái thiện nghiệp, và cũng ngay cái lúc đấy ngài biết lửa này là lửa địa ngục, biết ngài mình đã tu sai. Đây là một cái tà pháp. Ngay cái lúc đấy ngài bỏ tức là đến cái sở phút sát na tận tử lâm chung này, ngài bỏ luôn cái niềm tin vào cái hạnh thờ được, biết là hạnh thờ được này là một tà pháp, và ngài hướng tâm đến một cái pháp chân chánh, thì cũng cái lúc đấy là ngài hướng sinh lên về cõi trời, tức là trong một cái sát na hướng thiện, và cái lúc đấy cái quả báo thiện nó đã trổ, và cái vị đó được xin về cõi này. Cũng như vậy thì có những cái người mà đã chót làm những cái việc ác rất là lâu rồi, 10 năm, 20 năm rồi thì làm việc ác, thì bây giờ mình có, và bây giờ đến cái tuổi già rồi, đến khi sắp lâm chung rồi, nếu như mà lúc đấy bây giờ ta tu đã quá muộn rồi, thôi ta thất vọng, thì lúc đấy mình có nên thất vọng? Thì lúc đấy mình cũng không nên thất vọng, dù còn sống một ngày hãy tu một ngày, dù còn sống một ngày đến một mình biết là hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, thì hôm nay hãy giữ giới và hành thiền, có thể nhờ cái hạnh giữ giới và hành thiền trong một ngày đấy mình sẽ được sinh về thiên giới, mà biết đâu mình sẽ chứng ngộ niết bàn, có thể là hàng trăm năm, hàng
hàng mấy chục năm, suốt cả một cuộc đời tạo ác nghiệp rồi. Nhưng mà bây giờ hồi đầu hướng thiện, biết tu tập một cái ngày một đêm hôm đấy mình chứng được quả La Hán thì điều đó vẫn có thể xảy ra. Vậy nên là sống 100 năm ác với ông thiền định thì một cái người mà có thể một ngày tu tập vẫn còn hơn là cái 100 năm tạo ác nghiệp. Một cái người biết tu tập một ngày cũng có thể có phước như vậy, thì huống chi là tu tập nhiều ngày. Tu tập được một tuần thì nó còn phước còn lớn thế nào, tu tập được cả tháng hay tu tập cả năm, tu tập cả đời. Vậy cái người nào mà tu tập giữ giới và tu tập thiền định suốt cả một cuộc đời thì sao, thì cái phước đấy sẽ là vô lượng vô biên. Và cái phước đấy thì có thể khiến cho mình đi đến niết bàn. Vì cái người nào ví dụ như mình cái ngày hôm đấy mình sống với ác pháp, cái ngày hôm đấy những cái người mà đang sát sinh này, mà cái ngày hôm đấy bị đó chết, chắc chắn thì nó sẽ đoạn địa ngục. Nhưng có thể là một cái ngày nào đấy bị đó nhất giữ giới và hành thiền, nếu như bị đó chết cái ngày hôm bị đó giữ giới hành thiền đấy, thì chắc chắn bị đó sẽ được sinh thiên giới hoặc là được sinh về cái cõi này. Vậy thì vậy một cái người không biết là mình sẽ chết ngày nào cả, và cái lúc mà mình chết là cái nghiệp nó ác. Mình hôm đấy mình làm việc ác thì nghiệp ác nó sẽ trổ quả, nếu kia hôm mà mình chết mình làm việc thiện có thể nghiệp thiện nó sẽ trổ quả. Vậy thì một cái người đó có thể là ngày nào mình cũng là cái ngày tu tập, ngày nào cũng giữ giới và hành thiền thì sẽ chắc ăn nhất. Đó là mình sẽ tạo cho một cái thiện nghiệp nó vững chắc, và khi chết mình sẽ đi theo cái thiện nghiệp đấy. Sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Thì một cái người mà ác tuệ ở đây là cái người có những cái chi kiến, có những cái tà kiến sai, tức là sống ở trên đời ví dụ như là có cái người người ta nói là phải hưởng thụ những cái niềm vui ở cuộc đời, hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, thì đấy mới gọi là ác tuệ. Ác tuệ tức là một cái chi kiến, một cái hiểu biết sai. Hay là một cái người người ta nghĩ rằng chết rồi là hết, không có đời sau, không có cái quả báo của nghiệp thiện, không có cái quả báo của nghiệp bất thiện, thì đấy là ác tuệ. Những cái sự chi kiến, những cái hiểu biết đấy sẽ khiến cho người ta không có từ bỏ những cái việc tội lỗi, mà người ta không ưa thích làm những cái việc thiện, thì đấy được gọi là ác tuệ. Hay sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Một cái người mà có tuệ tu thiền định một ngày thì người ta sẽ hưởng cái phước này, người ta được sinh về cõi này, cõi cao thượng. Mà cái người ác tuệ thì mà duy trì cái ác tuệ đó cho đến lúc chết, mình không biết từ bỏ cái tà kiến đấy, không biết từ bỏ cái ác kiến đấy, thì đến lúc chết thì chắc chắn mình sẽ đoạn này. Vậy thì bây giờ mình muốn muốn cho một cái người nào đó được an vui, ví dụ như là khi mà mình thường thường là người ta đến lúc chết rồi, người ta mới đi mời một cái những cái vị thầy nào đó về để cúng tế cho cái người thân của mình, với cái hy vọng là đấy là cái sự cầu siêu, mong là cái người thân đấy được an vui. Nhưng mà nếu như cái bản thân cái người đó cái lúc mà còn sống mà sống với ác kiến, sống với tức là sống mà không có cái chánh kiến, không có cái sự hiểu biết về nhân quả, và không làm những việc thiện, là luôn làm những cái việc ác, không có giữ giới, thì đến cái lúc chết rồi mà tế lễ thì còn có lợi ích gì đó. Thì ngay cái lúc mà người đó chết với một cái tâm ác tuệ, tức là với cái tâm tà kiến, hay là với cái ác giới, với cái ác nghiệp, vì nó chắc đi sinh về một cái cõi khổ đau này, thì cái lúc đấy tế lễ không còn cái lợi ích gì nữa, không thể cứu độ được, không thể tế độ được cái người mà đã đi theo nghiệp, cái nghiệp quả nó đã trổ quả rồi. Nhưng mà cũng có một số người thì có trí tuệ hơn, là khi mà cái người thân lâm chung thì biết thì mời những cái vị thầy có trí tuệ đến để giáo hóa, để khai ngộ cho cái người thân mình đấy. Thì có thể là ở cái thời điểm cận tử, ở cái lúc lâm chung đấy mà nghe được một cái điều chân chánh,
đã nghe được một cái pháp chân chánh nào đấy, vì đó khởi lên được cái tâm chân chánh. Ví dụ như là vì đó khởi lên cái niềm là có niềm tin đối với Đức Phật, vì đó có niềm tin đối với nên những cái thiện pháp, biết là những cái thiện pháp mà sẽ để lại cái phước này, là vì đó có niềm tin vào cái phước và cái tội, vì đó biết xã hội những tội lỗi mà đã gây ra, vì đó biết hoan hỉ về những cái điều phước này mà vì đó đã tạo nên, thì hoặc là cái vị đó đến cái giờ phút đến cái ngày cận tử nghiệp rồi mà cái vị đó có cái tâm, có cái trí tuệ mà biết tu tập hành thiền, tức là có cái trí tuệ mà hiểu biết đúng, có cái niềm tin đúng, có cái sự hiểu biết đúng và có cái sự tu tập, biết chú tâm vào, biết tu tập về cái nội tâm của mình, làm cho cái nội tâm của mình nó được thanh tịnh. Thì cái tu tập hành thiền định hay là thiền thiền quán hay vân, tức là cái vị đó có một cái pháp gì đó làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh, thì đấy là thiền định. Như là cái vị đó chú tâm vào hơi thở thì cũng là thiền định, vì làm cho cái tâm nó thanh tịnh bớt phiền não tham sân si, hoặc là vì đó chú tâm vào cái hình ảnh và cái ân đức của Đức Phật, vì đó tưởng niệm đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng như thế nào, vì đó tưởng niệm về những cái thiện lành mà mình đã tạo, như là mình giữ giới thì lúc đấy mình hướng tâm mình tác ý đến những cái giới mà mình đã thọ trì, và thật các giới ta đã thọ trì được thanh tịnh, không có ô nhiễm, thì mình hoan hỉ với những cái giới mà mình đã giữ gìn, hoặc là mình hướng tâm về những cái pháp như là bố thí mà mình đã có cái sự bố thí cúng dường, mình hoan hỉ với những cái hành động bố thí mà mình nhất tâm chú tâm ở trên những cái nghiệp đấy, mình có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì đó là có huệ. Và hướng tâm đến một cái thiện pháp, mình khiến cho tâm của mình nó được định tĩnh và được cái tâm của mình nó được thanh tịnh ở trên một cái pháp thiên đấy, thì đó cũng giống như là cái người có cái tâm mà tu thiền định, định là cái tâm thanh tịnh. Vậy thì một cái người mà có thực hành thiền định, công phu thiền định, thì chắc chắn là cái nội tâm của cái người đó sẽ có được cái sự thanh tịnh vững vàng và xa nhiều được những câu huế, và cái người đấy sẽ có trí tuệ. Vậy cái người nào mà có tu tập thiền định thì sẽ có cái sự an ổn nhất, cái sự an toàn nhất. Ngay ở hiện tại này, cái người mà có tu tập thiền định thì cũng sẽ giảm bớt được rất nhiều những cái ô nhiễm và phiền não, giảm bớt được rất nhiều những cái ác nghiệp. Thì những cái người mà có sự tu tập về thiền định thì cái tâm thiện nó sẽ rất là, nó sẽ khởi sinh rất là mạnh. Thì những cái tâm bất thiện nó sẽ yếu đi, và những cái nghiệp thiện thì nó sẽ trổ quả. Nhất là đến cái lúc mà vì đó bệnh chung thì những cái nghiệp thiện sẽ trổ quả. Những cái người mà có sự chân chánh thực hành thiền định, thực hành một cách đúng pháp, thì cái vị đó là cái vị mà có cái phước lớn nhất, không có cái phước nào có thể sánh bằng được. Còn trái lại với một cái người mà thực hành thiền định sống ở thế gian mà không có cái sự tu tập về nội tâm, chạy theo những cái tà kiến ở thế gian, thì sẽ khổ đau ở hiện tại, tức là ngay trong cái đời sống hiện tại này, sống cũng bất an, khổ sở, phiền não, ô nhiễm, và cái đời sống tương lai chắc chắn là để rơi xuống những cái quãng hạ nhiệt, thấp kém, đoạn xứ, và chịu những cái khổ báo, cái khổ đau lâu dài. Đấy nên là cái phước của sự tu tập thiền định. Ai sống 100 năm người nhát không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Cũng vậy, có những người sống mà lười biếng phóng dật hay là ham hưởng thụ mà không có tinh cần tinh tấn siêng năng, thì cái sự tinh tấn ở đây là cái sự tinh tấn về cái gì? Như là có những cái người mà người ta ham chơi ở Việt Nam, người ta cũng rất là tinh tấn, nhưng mà cái tinh tấn nó đi với cái bất thiện thì nó gọi là tài tinh tấn. Cái tinh tấn nào mà nó đi với cái thiện pháp thì nó là tránh tinh tấn. Nên là tinh tấn làm cho một cái việc ác đã làm thì nó phải tinh tấn đoạn trừ những cái việc ác nào chưa làm, thì tinh tấn đừng cho nó phát sinh. Những cái việc thiện nào
chưa làm thì tinh tấn, mình làm những việc thiện nào đã làm rồi thì phải tinh tấn làm nhiều hơn, thì đấy mới là tinh tấn. Nên là một cái người là tinh tấn nó đi với cái người mà nỗ lực nhất, thể hiện rõ ràng nhất ở cái người tinh tấn thực hành thiền định. Ở trong bát chánh đạo thì cái pháp tinh tấn thì sẽ được ghép vào với cái thực hành thiền định, gọi là định là chánh định. Cái người mà có thực hành thiền định thì người có tinh tấn, người nào mà không thực hành thiền định thì người không tinh tấn, là người lười nhác, làm gì mà lại không thực hành được thiền. Trước khi đi ngủ không bỏ ra được cái bây giờ mình nằm nhắm mắt vào có ngủ ngay rồi, nào phải chẳng phải thao thức tới 1 tiếng 2 tiếng, thì cái thời gian ngồi thao thức nghĩ vẩn vơ chuyện quá khứ chuyện tương lai, theo ngồi dậy thì mà nhắm mắt vào chú tâm vào hơi thở, ngồi thiền được 1-2 tiếng đấy có phải tạo ra được bao nhiêu phước này, có bao nhiêu ba la mật không? Như vậy là cái người đấy không tinh tấn, lười biếng, thích nằm dài, thích hưởng cái nạn ngủ nghỉ, trời rét thì đắp chăn cho nó ấm áp, sau đó lại cái lười nhác ở nơi tâm, thích để cho cái tâm nó nghĩ vẩn vơ, nó suy tư về những chuyện vui chuyện buồn, và thích hơn là để cho cái tâm nó được an trú vào một đối tượng. Mà cái người mà tinh tấn thì cái người tinh tấn là cái người sẽ vượt qua được cái sự lười biếng, vượt qua được cái sự hưởng thụ. Như vậy là có những cái thời gian mà mình làm những cái việc tào lao mối, là xem phim nghe ca nhạc, thì cái thời gian đấy mình nên dứt bỏ cái tâm mà nó tham đắm với những cái pháp ô nhiễm đấy, để cho cái tâm nó được thanh tịnh. Càng xem phim thì tâm càng ô nhiễm, càng tham sân si, càng phiền não. Thế nên bây giờ mình dứt bỏ những cái điều đó đi, để mình để thời gian mà tu tập thiền định thì nó sẽ có lợi ích lớn, có công đức lớn. Hay là có những người có thời gian dư thừa thì để ngồi buôn chuyện, nói những cái chuyện nhảm nhí và những cái chuyện vô ích, hoặc những cái khen chê yêu ghét ở đời em đang kể để, và khi mà nghe xong thì tâm lại càng cảm thấy mệt mỏi, càng cảm thấy nhức đầu, càng cảm thấy phiền não tăng trưởng hơn. Thế nếu mà một cái người có tinh tấn dứt bỏ cái sự nói những cái chuyện nhảm nhí vô ích đấy, và để cái thời gian đó để tinh tấn thực hành thiền định. Vậy một cái người mà tham đắm với cái sự chơi bời ngủ nghỉ có thể dứt bỏ những cái đấy đi, có thể thực hành được thiền, ai cũng có thể thực hành được thiền. Nhưng mà chỉ có điều là người đó có tinh tấn hay không. Mình người mà có tinh tấn thì sẽ thực hành được, người không có tinh tấn thì không thực hành được. Tinh tấn là tinh tấn để mình vượt qua được chính mình, vượt qua được những cái hạn điển, những cái tham dục, những cái lười biếng, cái biếng nhác của chính mình. Thì cái người mà sống một ngày có cái sự tinh tấn thì ngay trong cái ngày hôm đấy vị đó có được cái công đức lớn, vị đó có chết ngay trong ngày hôm đấy thì vị đó cũng sẽ được hưởng cái phước của cái sự tinh tấn, vị đó sẽ được sinh về cái cõi an lành cao thượng hơn là những cái người lười biếng biếng nhác. Chết với cái sự lười biếng đấy chắc chắn mình sẽ bị đoạn nạn. Nên là cái người lười biếng là sẽ bị sự trói buộc, sự trói buộc của tham ái, sự trói buộc của sân hận, sự trói buộc của si mê, và bị sự trói buộc của khổ đau sinh tử. Tinh tấn thì dứt bỏ một cái sợi dây trói buộc đấy và đi đến niết bàn giải thoát. Sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Thế rồi có những người sống ở trên đời không thấy pháp sinh diệt, có nghĩa là cái người đấy thường hay có cái tâm lý chủ quan. Cái người đấy có tâm lý chủ quan cứ nghĩ rằng mình sẽ còn sống lâu lắm, cuộc đời này là còn dài lắm. Cho nên là cái người mà không thấy pháp sinh diệt sẽ có một cái tâm tham đắm đối với cuộc đời, cái tham đắm vô độ luôn. Ví dụ người đó sẽ tham đắm đối với danh vọng, mà người đó sẽ nỗ lực làm cái điều gì đó để mình được nổi tiếng, mình được có tiếng tăm. Đấy là một cái sự tham đắm về quyền lực. Vì đó sẽ nỗ lực gì đó để mình có được cái quyền lực cao, quyền cao chức trọng,
Nên là tham đắm về tài sản, tham đắm về sắc đẹp, có rất là nhiều những cái tham đắm về cuộc đời, là do mình cứ nghĩ rằng mình sẽ còn sống lâu dài để mình hưởng thụ và mình chinh phục những cái điều mà mình tham đắm đấy. Thì ai sống ở 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt, tức là mình không biết được là trên cuộc đời này cái gì nó sinh lên thì cũng sẽ diệt đi, không có cái gì nó tồn tại mãi. Ví dụ như là có lúc mình có thể tạo ra cái danh và mất 10 năm, 20 năm, nhưng mà cũng có thể mình sẽ đánh mất cái danh đấy trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Có thể tạo ra rất là nhiều những cái nơi tài sản, và các thể tài sản đấy nó cũng thể bị nước cuốn trôi, bị lửa đốt cháy, bị cướp nó chiếm đoạt, có thể mất mát hết. Mình có thể mất rất là nhiều năm để chạy theo quyền chức, nhưng mà cũng có thể vì quyền chức mình đi vào lao lý khổ sở. Thế thì ở thế gian này nó thế, một cái người mà không hiểu được cái pháp sinh diệt ở thế gian thì sẽ chạy theo những cái cám dỗ của thế gian. Mình cứ nghĩ là mọi thứ nó trường tồn bất diệt, cho nên là mình bị dính mắc vào đấy không thoát ra khỏi nó. Về cái người mà thấy được cái pháp sinh diệt, tức là mình thấy được cái gì nó sinh lên thì nó sẽ phải diệt đi và nó không tồn tại nữa, thì cái người đấy là thấy ra được cái sự vô thường, thấy được pháp sinh diệt. Là cái người mình hiểu được mọi thứ sinh ra và chết đi thì cái người đấy cũng chưa phải là thấy pháp sinh diệt. Người thấy được pháp sinh diệt đến người đấy là người phải có sự thực hành tu tập về thiền quán. Vì đó thấy được cái pháp sinh diệt do nhân duyên, hoặc là thấy được cái pháp sinh diệt do những cái sát na, tức là mình biết rằng cái gì nó có nhân quá khứ thì nó sẽ có cái quả hiện tại, có cái nhân hiện tại thì có cái quả tương lai. Ví dụ như là cái người biết rằng là mình có cái thân người này là do những cái nghiệp quá khứ mình đã tạo ra, có cái nhân ở quá khứ nó sinh lên thì cái quả ở hiện tại nó sinh lên. Nếu như ở hiện tại thì mình còn có cái nhân thì tương lai nó sẽ còn có quả. Như là cái nhân là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp thì nó có cái quả là sắc thân này, cái thọ tưởng hành thức. Nếu như mà ở hiện tại thì mình còn vô minh tham ái chấp thủ thì đấy là còn nhân, thì nó sẽ còn để lại cái quả ở tương lai, nó sẽ còn để lại cái sắc thân, cái thọ tưởng hành thức ở tương lai. Đó là một cái người có hiểu về cái pháp sinh diệt, pháp sinh cho có sinh. Còn nếu như cái nhân mà vô minh tham ái chấp thủ hành nó diệt thì cái quả ở trong tương lai nó diệt, sắc thọ tưởng hành thức nó diệt. Là một cái người mà còn tham ái chấp thủ thì còn tái sinh, còn luân hồi. Hết tham ái chấp thủ, hết tái sinh, hết luân hồi, thì đấy là thấy được pháp sinh diệt theo nhân duyên. Còn có khi mình thấy được cái pháp nhân duyên ngay ở hiện tại, tức là cái gì nó sinh lên thì nó sẽ diệt đi. Ví dụ như là cái sắc thân của mình nó bận, nó có cái sự sinh diệt ngay ở trong hiện tại, nó giống như một cái dòng nước nó trôi chảy, nó không có bao giờ ngừng nghỉ. Cái sắc thân của mình bận, cái sắc nó sinh lên trong một chút xíu nó đã diệt đi. Có thể như mình hôm nay nó không phải là mình ngày mai. Ví dụ như cái sắc thân của hôm nay nó sinh lên, nó đã diệt ngay hôm nay, và ngày mai mình sinh ra mình là một người hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Mình đã có những tế bào khác nó sinh ra và những tế bào cũ nó đã chết đi rồi. Mỗi một cái giờ phút nó cũng bận, nó có những cái sắc thân khác nó sinh lên và nó diệt đi. Thì một cái người thấy cái thân nó như là bọt nước, nó sinh lên một chút sau nó đã tan đi mất. Nên thì đấy là một cái người mà thấy cái sự sinh diệt nó ở hiện tại như vậy, cái tâm của mình cũng vậy, cái cảm thọ của mình nó cũng chớp nhoáng giống như là điện chớp, nhoé như một cái hết. Cái vui buồn của mình nó cũng vậy, nó cũng chỉ nhoé như một cái biến mất. Cái tư tưởng của mình cũng thế, tức là cái năng uẩn của mình sắc thọ tưởng hình thức. Những người luôn luôn thấy được cái tâm của mình, bất cứ một cái tâm gì nó sinh lên sau này nó cũng diệt đi, một sát na sau nó là một cái tâm khác, nó sinh lên nó diệt đi. Thì cái thân tâm thành vạn vật ở bên ngoài đó, nó luôn luôn có cái tính sinh diệt như vậy. Hay là một cái người mà thực hành thiền tuệ thấy được những cái pháp sắc thọ tưởng hình thức, cái danh pháp và sắc pháp nó luôn luôn sinh diệt trong mỗi sát na. Như vậy là người thấy được pháp sinh diệt. Thì người thấy được pháp sinh diệt đấy
thì người đấy sẽ thoát ra khỏi những cái sự chấp trước về tất cả những cái sự, những cái pháp hữu vi, những cái gì nó có hình tướng thì nó đều có sự hoại diệt. Thì người đấy thấy được cái tính vô thường, tính khổ và khổ đã của tất cả mọi thứ. Thì người đấy là cái người gọi là người thấy được cái pháp sinh diệt thì tốt hơn sống một ngày, tốt hơn sống một ngày mà thấy được cái pháp. Người sống trăm năm không thấy được cái pháp sinh diệt thì cái người đấy trăm năm là sống với tà kiến, sống với cái tà kiến. Nếu như cái người đấy trải qua 100 năm hay 1000 năm hay 100.000 năm nữa mà vì đó vẫn còn cái tà kiến đấy thì vì đó vẫn còn chìm đắm ở trong cái luân hồi sinh tử, vì đó vẫn còn chìm đắm ở trong khổ đau. Thì đến khi nào vì đó có cái trí tuệ giác ngộ, thấy được mọi thứ nó có cái tính sinh diệt rồi, giác ngộ ra được cái mọi thứ tính sinh diệt, thì vì đó mới buông bỏ được cái lục đạo ở thế gian, mới buông bỏ được những cái phiền não tham sân si, mới buông bỏ được cái vô minh tham ái chấp thủ, thì vì đó mới giải thoát. Cho nên là có những người chìm đắm ở trong sinh tử vô lượng vô biên vô số kiếp, nước mắt của một người đấy gom đạt từ vô lượng kiếp nhiều hơn nước ở bốn biển, tức là những cái kiếp trong quá khứ nhiều như thế. Tại sao? Vì đó đã trôi năng ở trong sinh tử nhiều đến như vậy là chỉ vì vì đó không hiểu được pháp sinh diệt, không thấy được pháp sinh diệt, vì đó sống ở trong cái sự sinh diệt mà không thấy mình sinh diệt. Mỗi một ngày mình sinh ra và phải chết đi liên tục, nhưng mình không có cái sự thức tỉnh về điều đó, tức là sống mà cứ sống trong sự mê muội, sống trong cái sự say sưa bởi vì những cái cảnh trần ở bên ngoài nó che lấp mất cái chánh trí, làm cho vì nó luôn luôn khởi lên cái tâm tà kiến, và vì nó say mê theo những cái tâm tà kiến này mà cứ phải tham chìm đắm ở trong cái dòng sinh tử ở thế gian. Đây là cái người không thấy được pháp sinh diệt. Nếu đến một cái ngày nào đó vì nó ngộ ra được cái pháp sinh diệt thì cũng là cái ngày đấy vì đó sẽ gỡ mình ra khỏi những cái trói buộc này. Đấy, một ngày nào đó vì nó thấy được cái sinh diệt là vì nó sẽ giải thoát. Ví dụ như là thái tử Tất Đạt Đa khi còn làm thái tử hưởng thụ sống ở trong cung vàng điện ngọc, hưởng thụ những cái dục lạc của thế gian, nhưng khi đi dạo chơi một cửa thành thấy cảnh sinh già bệnh chết, ngay lúc đấy ngộ ra được cái tính sinh diệt, phải từ bỏ hết luôn cung vàng điện ngọc đồ đạc con yêu để trở thành một ẩn sĩ và xuất gia, sau này trở thành một vị phật. Thì cái thấy được cái tính sinh già và chết là thấy được cái tính sinh diệt tương đối. Còn khi mà thực hành thiền quán, vì đó thấy ra được cái từng sát na sinh diệt của danh sắc chân đế, thì là vì đó thấy ra được cái tính sinh diệt tuyệt đối. Vậy thì một cái người mình có cái sự thấy cái tính sinh diệt được cái sự tương đối, mình biết là có sinh thì phải có tử, cái gì sinh ra thì cái đấy cũng sẽ diệt đi, thì đấy là mình thấy được cái tính sinh diệt tương đối, thì cũng giảm bớt đi được cái tham ái và chấp thủ, giảm bớt đi được cái một phần khổ đau. Còn cái người mà thấy được cái tính sinh diệt tuyệt đối là khi mà thực hành đến thiền quán, thấy được tất cả danh pháp và sắc pháp nó sinh diệt, nó vô thường, thì vì đó có thể giác ngộ được chân lý, giác ngộ đến cái sự tuyệt đối và có thể đi đến giải thoát niết bàn. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Câu bất tử là cái gì? Cái câu bất tử, bất tử có nghĩa là không còn chết nữa. Thì ai mà thấy được một cái gì mà nó không có sự chết, thấy được một cái pháp gì mà nó không còn sinh tử nữa. Vậy thì cái gì mà nó không còn tử thì chỉ có cái gì mà nó không sinh, thì cái đấy nó mới là cái không tử. Còn cái gì nó còn sinh thì nó còn tử. Vậy thì một cái người mà thấy ra được cái sự vô sinh thì mới thấy được cái bất diệt. Vậy thì ai là cái người mà thấy được cái câu bất tử, thấy được cái sự bất tử. Như như là một cái người mà được nghe cái pháp giải thoát, nghe được đến cái pháp được cái pháp chân thật, bốn thánh đế, ai hiểu được khổ đế, diệt đế và đạo đế,
Thì cái diệt đế đấy chính là cái bất tử diệt tận của cái pháp sinh tử đạo đế, là cái con đường đi đến cái sự bất tử đấy. Vậy thì một cái người mà được nghe cái pháp bất tử, hay thì ai sống 100 năm mà được nghe cái pháp bất tử, tức là được nghe cái pháp đi đến giải thoát, thì còn hơn là sống ai sống 100 năm mà không được nghe pháp giải thoát, thì thà sống một ngày mà được nghe cái pháp giải thoát thì được nghe đến cái pháp giải thoát đấy mà mình có thể hiểu ra được cái pháp giải thoát đấy, thì là cái con đường đi đến bất tử của mình cũng đã được mình cũng có thể đã có được cái con đường, có được cái bản đồ để đi đến cái con đường bất tử. Không phải là người nào sinh ra cũng được nghe giáo pháp, mà không phải người nào nghe giáo pháp cũng hiểu được giáo pháp, người nào hiểu giáo pháp mà cũng có thể thực hành hay là có thể chứng ngộ được giáo pháp. Vậy thì một người mà được nghe pháp, được hiểu được cái pháp đấy, thì ngay cái lúc mà hiểu được cái pháp đấy là cái lúc đấy mình sẽ hình dung ra được cái con đường để đi đến giải thoát. Và sau đó vị đó sẽ thực hành cái pháp đấy thì vị đó sẽ đạt được cái giải thoát. Nên là cái người được nghe cái pháp bất tử, tức là được nghe cái pháp để đi đến niết bàn, là cái pháp bất tử. Thì ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Thì cái pháp tối thượng thì nó sẽ đối lập lại với một cái pháp là hạ nhiệt ở thế gian. Cái pháp tối thượng thì cái pháp gì mà nó đem đến cái sự an lạc tuyệt đối thì cái pháp đấy là pháp tối thượng. Nên là bây giờ có thể ai sống ở trên đời mình cũng mong muốn mình có cái sự an lạc. Chính vì cái sự an lạc đấy nên là mình sẽ tìm cầu những cái gì đó mà đem lại cái sự an lạc cho mình. Ví dụ như là một cái người là mình nghĩ rằng là mình hưởng thụ những cái dục lạc đem lại cái sự an lạc. Nhưng mà cái an lạc đấy thì nó giống như người khác uống nước mặn càng uống càng khát. Thì cái điều đó nó không phải là an lạc tối thượng, mà nó chỉ là an lạc giả tạo, mà hay là gọi là cái sự an lạc ảo. Cái sự an lạc ảo giống như là một cái người mà mắc bệnh để mình uống thuốc giảm đau, nó chỉ giảm đau chút ít, khi mà cái thuốc đấy nó tan đi rồi thì cái sự đau khổ nó đã hiện khởi lên. Đấy là cái sự an lạc ảo. Hay là nhờ nghĩ rằng là mình được sống lâu, mạnh khỏe, vui, sắc đẹp, trí tuệ, thế là cái sự an lạc. Nhưng mà cái sự an lạc đó cũng không được lâu dài, bởi vì không thể chiến thắng được cái già, cái bệnh và cái chết. Và thì khi cái già bệnh chết đến thì lại đau khổ. Rồi có người thì gọi nghĩ rằng cầu sinh về thiên giới, vì thiên giới có cái tuổi thọ lâu dài và có cái đời sống an vui tự tại cao hơn. Thì cái người đó có thể cầu sinh về thiên giới và vì đó có thể được hưởng cái an lạc ở thiên giới. Thiên giới thì có thể sống một ngày một đêm bằng 100 năm ở cõi nhân gian và mình hưởng cái phước đấy trong suốt nhiều triệu năm, nhiều trăm triệu năm, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thoát khỏi cái già bệnh chết, vẫn có thể phải chết đi. Hoặc là sinh về cõi phạm thiên giới còn an lạc hơn, cao thượng hơn ở cõi thiên giới. Nhưng mà cõi phạm thiên giới cũng thế, cũng không thoát khỏi cái chết. Rồi có người thì nghĩ rằng có cái thân vật chất này cho nên là khổ, cầu sinh về cái cõi nào nó không có thân, nó là cõi vô sắc giới, thì cái tuổi thọ cõi vô sắc giới có thể là sống 20.000 đại kiếp, 40.000 đại kiếp hay 80.000 đại kiếp, có thể sống đến lâu như vậy, sống đến bằng cả 80.000 đại kiếp trái đất, cái tuổi thọ vô cùng là lớn. Nhưng mà cuối cùng rồi đến một ngày nào đó 80.000 đại kiếp nó cũng trôi qua, thời gian nó cũng sẽ trôi qua và cái nghiệp lực đấy nó sẽ hết đi, vì nó vẫn phải tái sinh trở lại, vẫn có thể vòng vo ở lại trong tam giới. Vậy thì cái sự an lạc ở trong tam giới, không có sự an lạc nào là tuyệt đối, không có cái sự an lạc nào là tối thượng. Vậy thì chỉ có một cái pháp an lạc tối thượng, đó là cái sự an lạc của cái sự chấm dứt cái sinh tử, tức là cái chấm dứt của vô minh,
chấm dứt tham ái, chấm dứt nguồn sự chấp thủ, chấm dứt các phiền não, vì đó thấy được cái sự sinh diệt, và vì đó thấy được cái pháp diệt tận cùng của danh sắc. Danh sắc nó không còn diễn sinh lên và diệt đi nữa, thì ở đó chỉ còn lại cái sự tịch tịnh nặng nẽ. Cái sự tịch tịnh nặng nẽ đấy là của cái trạng thái niết bàn. Cái trạng thái niết bàn là chân thường, không còn cái tính sinh diệt nữa. Cái trạng thái niết bàn là chân tịnh, là ở đấy thì nó không còn cái sự ô nhiễm nữa. Cái trạng thái niết bàn là chân lạc, tức là cái sự an lạc tuyệt đối và nó không bao giờ còn biến mất nữa. Thì đấy là gọi là cái pháp tối thượng. Pháp tối thượng gọi là niết bàn lạc tối thượng. Thì có một cái người là tu tập chứng ngộ được niết bàn, vì đấy đạt được đến niết bàn, thì vì đó có cái sự an lạc. Vậy thì một cái người mà muốn có được cái sự an lạc của niết bàn thì vì đó phải có cái tâm mong cầu chứng ngộ niết bàn, phải có cái tâm khuynh hướng, phải có cái khuynh hướng niết bàn. Vì đó biết tặng các ba la mật, tức là những cái pháp để có thể đi được đến niết bàn. Bố thí ba la mật, thì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, từ tâm sản tâm ba la mật, thì tất cả những cái công đức vì đó đã tạo ra, vì đó có thể làm được với khả năng của mình, vì đó luôn luôn hướng rằng với cái công đức này mong rằng tôi sẽ chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na, rồi vì đó nỗ lực thực hành giới định tuệ, vì đó biết rằng con đường đi đến niết bàn là phải thực hành giữ giới, thực hành thiền chỉ và thực hành thiền quán. Thì khi mà vị đó đã hạ công phu mà hành thiền, là cái vị đó đang bước trên cái con đường để đi đến niết bàn. Còn trong cái quá trình mà vị đó tích lũy các ba la mật, như là bố thí ba la mật, rồi làm các cái pháp ba la mật khác, thì là chuẩn bị cho mình có một cái hành trang, và trên cái con đường đi đến niết bàn các ba la mật đó càng lúc nó càng mạnh hơn. Đến một lúc nào đó nó sung mãn thì vị đó sẽ ngộ được niết bàn, sẽ chứng ngộ được niết bàn trên cái sự tu tập thiền chỉ thiền quán này, thực hành làm cho cái tâm của mình nó định tĩnh, làm cho cái trí tuệ của mình nó phát sinh, thấy là được các cái pháp sinh diệt, thấy là được cái tính sinh diệt của các pháp, vì đó thấy được cái sự vô thường, khổ vô ngã trên các cái pháp đấy. Rồi vì đó dứt bỏ được cái tham ái và chấp thủ với các pháp tinh vi, thì vì đó sẽ đi đến niết bàn. Đây là những cái phẩm đại. Idame punyam asavakatam vaham hontu. Idame punyam nibbanasa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.